Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 196. Chương 1951, Kim Nguyên Thương Đội. Hừ, Lạc tuần tra, ngươi đừng ở đây âm dương quái khí. Ngươi và Tiêu cung chủ tuy có chút hiềm khích, nhưng đều là thiên đình. Bây giờ Tiêu cung chủ đã bỏ mình tại Minh Hàn Tiên Phủ, Lạc tuần tra chẳng lẽ còn muốn bỏ đá xuống giếng với Bắc Hàn Tiên Cung ta? Tâm tình Tuyết Oanh gần đây rất không tốt, một chuyến đi Minh Hàn Tiên Phủ xuống, bọn hắn chẳng những chết Tiêu Tấn Hàn, mà ngay cả Công Thâu Cửu cũng mất tích không thấy, hơn phân nửa vẫn lạc, có thể nói là tổn thất nặng nề. Ngay khi Tuyết Oanh vì chống đỡ Bắc Hàn Tiên Cung mà sứt đầu mẻ chán, Lạc Hồng lại đột nhiên đến thăm, làm cho nàng không thể không đến đây ứng đối. Tiên tử hiểu lầm rồi, lần này Lạc Mỗ cũng không phải đến xem chuyện cười của Bắc Hàn Tiên Cung các ngươi. Chuyện Lạc Mỗ ở Bắc Hàn Tiên Vực đã làm xong, bây giờ dự định trở về Hắc Sơn Tiên Vực, lần này đến đây chỉ là vì lên thuyền thuận gió thương đội vượt vực. Muốn nói phương thức đi ngang qua man hoang giới vực tốt nhất, vậy khẳng định là tinh môn truyền tống trận, nhưng nếu đồng hành cùng thương đội vượt vực, ngoại trừ tốc độ chậm một chút, cũng đầy đủ an toàn. Đây là trong thương đội có không chỉ một vị tu sĩ Thái Ất tọa trấn, hai là thương đội dương cờ hiệu thiên đình, trừ những hung thú không có linh trí kia, cơ bản sẽ không có người xâm phạm. Đáng tiếc, thương đội vượt vực bình thường chỉ có thể để nhân viên nội bộ thiên đình ngồi, nếu không Lạc Hồng tất nhiên sẽ cân nhắc dẫn theo Hàn Lão Ma. Thôi, Hàn Lão Ma dọc theo đường đi tuy rằng gặp trắc trở không ít, nhưng các loại cơ duyên cũng bắt tới tay, ta không nên nhúng tay vào. Lạc tuần tra kia ngược lại là tới đúng lúc, Kim Nguyên thương đội hôm qua mới vừa đến, ngươi đi theo ta đi. Tuyết Oanh cũng không muốn ra hỏa Lạc Hồng phiền toái này lưu lại Bắc Hàn Tiên Vực, nghe nói hắn muốn đi, thái độ lập tức trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Ha ha, làm phiền tiên tử. Lạc Hồng thầm nghĩ mình không phải tới đúng lúc, mà là đã ở bên ngoài ngồi chờ hơn một tháng. Đi theo Tuyết Oanh vào Bắc Hàn Tiên Cung, Lạc Hồng chỉ thấy kiến trúc xung quanh đều giống như dùng huyền băng xây dựng, óng ánh sáng long lanh, xa hoa. Sau nửa canh giờ, hai người mượn một tòa truyền tống trận mới đi tới biên giới một tòa băng cốc to lớn. Nhưng mà đưa mắt nhìn lại, Lạc Hồng đã thấy trong băng cốc này không có nửa phần cảm giác tiêu điều, ngược lại bởi vì chen chúc hơn 1.000 chiếc phi chu lớn nhỏ mà lộ ra phi thường náo nhiệt. Trong đó 3 chiếc phi thuyền lớn nhất đều lớn chừng mấy vạn trượng, toàn thân dùng ngô đồng mộc màu vàng luyện chế, trên thân thuyền đều khắc hai chữ Kim Nguyên. Thiên đình tổng cộng có 36 thương đội vượt vực, mỗi một chi đều là lấy một phương đại tiên vực làm chỗ dựa. Chi Kim Nguyên thương đội trước mặt Lạc Hồng này hiển nhiên chính là xuất từ Kim Nguyên Tiên Cung ở Kim Nguyên Đại Vực. Hi hi, Tuyết tỷ tỷ, sao tỷ lại tới đây? Ta vừa vặn muốn đi tìm tỷ. Nương theo một tiếng cười như chuông bạc, một tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác nhào vào trong ngực Tuyết Oanh, đầu cọ vài cái ở giữa hai con thỏ tuyết. Mẫn Nhi đừng làm rộn, có người ngoài ở đây. Trên mặt Tuyết Oanh đỏ ửng, lúc này cười mắng. Ồ, vị đại ca ca này không phải là tu sĩ Bắc Hàn Tiên Cung sao? Lý Mẫn không thèm để ý nghiêng đầu, mắt to chớp chớp đánh giá Lạc Hồng nói. Tuyết Oanh đang muốn nói ra thân phận Lạc Hồng, liền thấy Lý Mẫn buông lỏng cánh tay vòng eo thon của nàng ra, lui về phía sau một bước nói. Hắn là ai không trọng yếu, Tuyết tỷ tỷ mau mang ta đi Bắc Hàn Tiên Vực đi dạo, khẳng định có rất nhiều địa phương chơi vui à. Lạc Hồng nghe vậy âm thầm lắc đầu, đồng thời nhìn thấy 6 đạo độn quang phi tốc mà đến, không khỏi càng thêm xác định thân phận của tiểu cô nương này phi phàm. Mẫn Nhi không được làm loạn, Bắc Hàn Tiên Vực bây giờ có nghịch tặc của Luân Hồi Điện quấy phá, thập phần nguy hiểm, ngươi không thể rời khỏi Bắc Hàn Tiên Cung. Sắc mặt Tuyết Oai nghiêm túc, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc răn dạy. Đúng vậy, Mẫn Nhi con còn muốn trốn đi, ta sẽ lập tức báo cáo với Lý chủ sự. 6 đạo độn quang sau khi rơi xuống đất, lộ ra 6 đạo thân ảnh mặc kim giáp, cầm đầu trong đó chính là một vị nữ tử dung mạo xinh đẹp oai hùng, tu vi đã đạt đến Kim Tiên đỉnh phong. 3 Kim Tiên hậu kỳ, 3 Kim Tiên trung kỳ, chỉ riêng đội tu sĩ này đã đủ cho Bắc Hàn Tiên Vực uống một bình rồi. Lạc Hồng âm thầm dò xét tu vi của 6 người, không khỏi cảm thán nói. Diêu Quang tỷ tỷ đừng, Mẫn Nhi trở về tu luyện ngay. Lý Mẫn lập tức giống như bị bóp lấy mệnh môn,
sau khi giật mình một cái, liền quay đầu bay về phía một chiếc thuyền lớn bằng đồng vàng. Tuyết Oanh đạo hữu, đa tạ ngươi khuyên can, vị này là... Sau khi cảm tạ Tuyết Oanh một tiếng, Tống Diêu Quang đánh giá tu sĩ kim tiên trung kỳ xa lạ trước mặt. A, tại hạ Lạc Hồng, chính là tuần tra tiên sứ Hắc Sơn tiên vực. Lúc trước bởi vì ngoài ý muốn lưu lạc ở đây, lần này muốn lên thuyền thuận gió của quý thương đội, trở về Hắc Sơn tiên vực. Lạc Hồng lúc này giới thiệu lai lịch cùng mục đích của mình. Bất quá, mặc dù hắn không có thay đổi dung mạo của mình, nhưng lại đem tu vi của mình ẩn tàng đến kim tiên trung kỳ, miễn cho người khác đem hắn cùng kim tiên hậu kỳ giao bát liên hệ lại. Còn xin Tống đạo hữu dẫn hắn đi gặp Lý chủ sự. Tuyết Oanh chắp tay thi lễ với Tống Diêu Quang, sau đó còn truyền âm vài câu. Ừm, nếu đã như thế, Lạc tuần tra kia còn xin đi theo ta. Kinh ngạc nhìn Lạc Hồng một cái, Tống Diêu Quang liền gật đầu hô. Đa tạ. Đơn giản nói lời cảm tạ một tiếng, Lạc Hồng liền đi theo đám người Tống Diêu Quang hướng về một chiếc kim nguyên cự chu ở giữa bay đi. Sau khi lên thuyền, Tống Diêu Quang dùng một ít thủ đoạn kiểm tra thân phận Lạc Hồng mới đưa nàng tới trước cửa một tòa đại điện ở tầng cao nhất của thuyền lớn. Thuộc hạ cầu kiến Lý chủ sự. Vào đi. Trong điện lúc này truyền đến một giọng nói của nam tử. Gặp mặt cấm chế trước mặt ba động một chút, Tống Diêu Quang mới mang theo Lạc Hồng đi ra phía trước, xuyên qua cấm chế, đi vào trong đại điện. Lạc Hồng đưa mắt nhìn qua, liền thấy hai bên đại điện này có 36 bộ kim giáp khôi lỗi đứng hầu, khí tức và dáng dấp của nó giống như đúc hai con thiên binh khôi mà Công Thâu Cửu tế ra. Mà ở chỗ đầu tiên của đại điện, một vị nam tử trung niên mặc áo bào xanh rộng thùng thình đang ngồi, trên bàn gỗ trước mặt bày đầy các loại ngọc giản điển tịch, tựa hồ phi thường bận rộn. Chuyện gì? Nam tử áo bào xanh một tay cầm một ngọc giản, một tay cầm một cây bút vàng, ở đó viết viết vẽ vẽ, lập tức cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi. Tống Diêu Quang dường như đã quen nhìn cảnh tượng này, lúc này không có một chút bất ngờ, chắp tay thi lễ xong liền bẩm báo chuyện Lạc Hồng một lần. Đi thuyền đương nhiên có thể, tuy nhiên tiểu bối ngươi biết quy củ không? Ngươi định chọn thế nào? Nam tử áo bào xanh vẫn không ngẩng đầu nói. Đối phương nói quy củ, Lạc Hồng đương nhiên là biết. Chi phí của thương đội vượt vực không nhỏ, cho nên cho dù là nhân viên nội bộ thiên đình, cũng không thể ngồi không. Nói chung, người ngồi lên đều có hai lựa chọn. Một người là đang ngồi làm hộ vệ thương đội, chấp hành các loại nhiệm vụ, dùng để chống đỡ phí thuê thuyền. Bởi vì số lượng thiên tài địa bảo trong man hoang rất nhiều, thường thường người lên thuyền đi một chuyến không những không cần tốn hao một khối tiên nguyên thạch, hơn nữa còn có thể kiếm được chút ít. Một cái khác thì đơn giản nhất, đó chính là trực tiếp dùng tiên nguyên thạch thanh toán phí lên thuyền, trước khi đạt được mục đích, sẽ không có bất kỳ người nào tới quấy rầy người ngồi lên. Vãn bối lựa chọn trực tiếp thanh toán phí lên thuyền. Chỉ là không biết tiến về Hắc Sơn tiên vực, cần bao nhiêu tiên nguyên thạch. Lạc Hồng lúc này chắp tay nói, ồ, xem ra tiểu bối ngươi rất có gia thế. Thôi được, bản chủ sự sẽ chiết khấu cho ngươi 10.000 tiên nguyên thạch là được. Nghe lời ấy, nam tử áo bào xanh lúc này mới hứng thú ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Hồng, cười ha ha nói. Bên cạnh Tống Diêu Quang cũng không khỏi đánh giá Lạc Hồng, trong đôi mắt đẹp lưu chuyển linh quang. 10.000 tiên nguyên thạch làm sao chiết xuất ra được, Lạc Hồng nhịn xuống xúc động muốn chửi bới, lần nữa hành lễ nói, đa tạ chủ sự đại nhân. Bổng lộc cố định một năm của một tuần tra tiên sứ cũng chỉ chừng 300 khối tiên nguyên thạch, cái này ngay cả nhu cầu tu luyện cơ bản cũng không đủ, cho nên căn bản không tồn được. Bất quá tuần tra tiên sứ chấp hành nhiệm vụ có các loại phụ cấp, lập được công lao còn có ban thưởng, nói tóm lại thu nhập coi như tạm được. Nhưng dù vậy, muốn tích góp được 10.000 tiên nguyên thạch cũng không phải là một chuyện dễ dàng, đặc biệt là dưới tỉnh. Huống khoản tiêu phí này vốn có thể tiết kiệm được, lựa chọn của Lạc Hồng càng có vẻ hắn giàu có hơn. Hành động lần này của Lạc Hồng đương nhiên không phải cố ý khoe của, chẳng qua là thương đội muốn đến Hắc Sơn tiên vực cần không ít thời gian. Hắn vừa vặn có thể mượn nhờ Kim Dương Nghịch Vũ đại trận, tiêu hóa một chút cơ duyên lấy được từ Minh Hàn tiên phủ, nhanh chóng tăng lên tu vi của mình. Diêu Quang, ngươi mang hắn đến khoang thuyền khách đi, thuận tiện nói một chút quy củ trên thuyền chúng ta cho hắn. Sau khi thu lấy 10.000 khối tiên nguyên thạch, nam tử áo bào xanh lập tức mất đi hứng thú với Lạc Hồng, dặn dò một câu rồi lại bận rộn. Hai người thấy thế tất nhiên thức thời thối lui ra khỏi đại điện. Được mang theo trong cự chu đi một lúc, Lạc Hồng được Tống Diêu Quang dẫn tới một gian phòng. Dù sao cũng bỏ ra 10.000 tiên nguyên thạch, khoang thuyền tuy không lớn,
nhưng bố trí tương đối lịch sự tao nhã, còn có huân hương phụ trợ tu sĩ kim tiên tu luyện. Sau đó Tống Diêu Quang bắt đầu nói quy củ trên thuyền với Lạc Hồng, khuôn sáo đúng là không ít, nhưng ức thúc lớn nhất vẫn là dưới tình huống chủ sự đồng ý mới có thể rời thuyền. Sau khi xong việc, ngay khi Lạc Hồng cho rằng Tống Diêu Quang muốn cáo từ rời đi, lại thấy nàng đột nhiên nhăn nhó. Có chút ngượng ngùng nói, Lạc tuần tra, để tiện hỏi một chút, ngươi kiếm tiên nguyên thạch như thế nào sao? Vừa mới quen đã hỏi loại vấn đề này, không phải EQ cực thấp, chính là nhu cầu cấp bách tiên nguyên thạch. Lạc Hồng liếc mắt nhìn Tống Diêu Quang, trong lòng nhất thời có điều hiểu ra. Trước mắt nàng đang tiến giai thái ất cảnh, chỉ cần vượt qua, thiên kiếp địa tai đều sẽ đi xa, từ đây chỉ cần cẩn thận nhân kiếp, liền có thể trường sinh cửu thị. Ngoài ra, tu sĩ thái ất tại tiên giới tương đương với tu sĩ kết đan ở nhân giới, địa vị kia cũng không phải kim tiên có thể so sánh. Nhưng sở dĩ có thể hình thành tình huống như vậy, cũng là bởi vì tu sĩ đột phá thái ất vạn phần khó khăn. Đừng nhìn Tống Diêu Quang đã là kim tiên đỉnh phong, 108 tiên khiếu đều đã tu luyện viên mãn, nhưng muốn thử đột phá, nhất định phải tiêu tốn một lượng lớn tài nguyên. Tống tiên tử hiểu lầm, Lạc mỗ là bởi vì bắt sống một thành viên luân hồi điện, phải một khắc không ngừng trông coi hắn, mới có thể nguyện ý tiêu phí một vạn khối tiên nguyên thạch đấy. Cách duy nhất Lạc mỗ biết có thể nhanh chóng kiếm được tiên nguyên thạch chính là săn bắt những tên trên chu tiên bảng kia. Chuyện Lạc Hồng bắt sống Bách Lý Viêm căn bản không phải bí mật, cho nên hắn lập tức lấy ra cái cớ. Ta đoán cũng là như thế, đa tạ đạo hữu báo cho, ta sẽ không quấy rầy. Có lẽ, ta cũng đã đến lúc xin rời khỏi thương đội. Tống Diêu Quang hiển nhiên đã biết chuyện Bách Lý Viêm từ Tuyết Oanh, lập tức không chút kinh ngạc, nỉ non muốn quay người rời đi. Chậm đã, trong tay Tống tiên tử có dư ngọc sách không, cái ban đầu của Lạc mỗ bị hư hao, không biết có thể hay không. Lần này là Lạc Hồng gọi Tống Diêu Quang lại, có chút ngượng ngùng dò hỏi. Ta có thể cho ngươi mượn ngọc sách của mình trước, nhưng ngươi không thể lộ ra. Sau đó, ta sẽ phái người đưa ngọc sách mới tới. Tống Diêu Quang suy nghĩ một chút, lại lấy ngọc sách của mình ra, đưa cho Lạc Hồng. À cái này, vậy đa tạ Tống tiên tử. Người này còn trách nhiệt tâm, Lạc Hồng âm thầm nghĩ đến. Chỉ có thể cho ngươi dùng một đêm. Nhắc nhở một câu, Tống Diêu Quang mới xoay người đi ra khỏi khoang thuyền. Đóng cửa phòng, Lạc Hồng lập tức ngồi xếp bằng xuống, triển khai ngọc sách màu vàng trong tay. Ngọc sách nhìn giống như dùng từng miếng ngọc làm thành thẻ tre, sau khi mở ra, phía trên là từng hàng chữ viết tản ra linh quang. Mà tác dụng của nó chính là đảm nhiệm khu vực giao dịch nội bộ thiên đình. Nhưng mà, Lạc Hồng quen thuộc một phen liền phát hiện, thần thông của ngọc sách không thể so sánh với mặt nạ vô thường minh cấp thấp nhất. Đầu tiên, ngọc sách này không thể trực tiếp truyền tống linh vật, tu sĩ thiên đình mua đồ vật ở phía trên, nếu như bản địa không có tồn kho, phải chờ thương đội vận chuyển đến. Mà tốc độ của nó chỉ có thể nói may mắn tu sĩ chân tiên trở lên không có phiền não thọ nguyên. Tiếp theo, ngọc sách cũng không thể tiến hành thần niệm giao lưu cự ly xa, mà chỉ có thể lấy hình thức văn tự câu thông. Cuối cùng, linh vật có khả năng giao dịch một là có tư cách hạn chế, hai là gần như không nhìn thấy sự tồn tại hiếm có, ưu thế duy nhất chính là đầy đủ các loại. Tỷ như phần ngọc sách này của Tống Diêu Quang có thể để Lạc Hồng mua linh vật bên trong Kim Nguyên Thương Đội, trong này thứ tốt vẫn là không ít. À, đây là cái gì? Giảm cấp bậc, tiêu phí tiên nguyên thạch đạt tới mức nhất định, liền có thể hưởng thụ chiết khấu cao hơn. Được lắm, lý chủ sự kia thật đúng là chơi kiểu giảm giá này à. Lạc Hồng cười lắc đầu, đồng thời cũng chủ động mượn nhờ ngọc sách hắn để hiểu ra. Tuy nói ngọc sách này có chút không ổn, nhưng cũng là một con đường không tệ, vừa vặn có thể bổ sung cho luân hồi mặt nạ. Lạc Hồng vô cùng đồng ý đánh giá. Linh vật của hai con đường này giống như tiên dược và tiên dược phụ trợ trong một đan phương đạo đan. Tiên dược chủ đạo bình thường chân quý hiếm thấy, thông qua mặt nạ luân hồi mới có cơ hội thu được, mà số lượng tiên dược phụ trợ phong phú, sản sinh khác nhau, lại dùng ngọc sách càng dễ thu thập hơn. Đương nhiên, thiên đình lớn như vậy, linh vật hiếm thấy đến đâu kỳ thật cũng đều có tồn kho, chỉ là bởi vì thiên đình tu sĩ thực sự quá nhiều, cho nên mới không phân phối hết. Mà vì để cho người phía dưới đạt được linh vật chân quý, có được con đường tấn thăng, trong ngọc sách còn đặc biệt phân chia ra một bảng thiện công. Tu sĩ thiên đình lập công có thể thu được thiện công, mà thiện công thì gần như có thể đổi tất cả mọi thứ. Chậc chậc. Nếu có thể đi tới nơi cất giữ những linh vật này trông coi kho hàng thì tốt rồi, ta dùng thái sơ thần mục quét một lần,
đợi đến khi cần dùng, có thể tùy thời tùy chỗ luyện chế ra. Nhìn từng món bảo vật trong danh sách trao đổi thiện công, ngay cả Lạc Hồng cũng không khỏi ảo tưởng. Bách Lý Viêm à, ngươi chính là thùng vàng đầu tiên của ta ở Thiên Đình. Chương 1952, kế hoạch tu luyện. Có lẽ thật sự Bắc Hàn Tiên vực loạn bất loạn, toàn bộ đều do Lạc Hồng định đoạt. Khi Lạc Hồng an an ổn ổn đợi trong khoang thuyền, bên ngoài hết thảy gió êm sóng lặng, đảo mắt đã đến thời điểm Kim Nguyên Thương đội khởi hành. Xuyên qua cửa sổ mạn thuyền nhìn một lúc Thiên Chu gần hư không, sau khi linh quang tỏa ra, Lạc Hồng liền phất tay đóng cửa sổ mạn thuyền lại, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Nói đến thương đội vượt vực này cũng xác thực bất phàm, nó chẳng những là số lượng phi thuyền đông đảo, hơn nữa còn lấy 3 chiếc Kim Nguyên Cự Chu làm hạch tâm, hợp thành một tòa đại trận di động. Có trận pháp này bảo vệ, dị tượng thiên địa bình thường căn bản không làm gì được thương đội. Lạc Hồng chính là nhìn ra điểm này, lập tức mới có thể an tâm tu luyện. Mở ra Kim Dương Nghịch Vũ đại trận, Lạc Hồng dấn thân vào trong đó, liền lật tay lấy ra một cái bồ đoàn màu trắng ngà, giống như bằng đá. Bồ đoàn này cứng rắn, đương nhiên không có nửa điểm thoải mái dễ chịu, lại là Lạc Hồng dùng hơn ngàn khối tiên nguyên thạch hợp luyện mà thành. Ngồi xếp bằng trên bồ đoàn tu luyện, Lạc Hồng có thể giảm bớt phiền phức thỉnh thoảng lấy tiên nguyên thạch. Lấy tốc độ của Kim Nguyên Thương đội, đại khái chỉ cần 100 năm liền có thể đến Hắc Sơn Tiên Vực. Nếu không có ai quấy rầy, ta có thể bế quan trong trận 18.000 năm, vậy đã không ngắn, ta phải sắp xếp cẩn thận một phen. Kim Nguyên Thương đội tốc độ tiến lên tuy không tính là nhanh, nhưng thắng ở Thiên Đình hổ uy đủ lớn, không người nào dám ngăn cản. Mà Hàn Lão Ma một thân một mình độn tốc mặc dù nhanh hơn, nhưng hắn vì tránh né nguy hiểm, không thể không đi một chút ngừng một chút, cho nên nguyên thời không hao tốn trọn vẹn hơn 300 năm mới tới Hắc Sơn Tiên Vực. Chế định kế hoạch tu luyện, đơn giản là từ 4 phương diện pháp lực tu luyện, pháp tắc tu luyện, thân thể tu luyện cùng nguyên thần tu luyện ra tay. Đầu tiên tu luyện pháp lực tự nhiên là trọng yếu nhất, cảnh giới thái ất chính là một giai đoạn chất biến, Lạc Hồng hiện tại đã là kim tiên hậu kỳ, nên mau chóng mở ra toàn bộ tiên khiếu còn lại. Bởi vì sát khí bản thân không đủ, trước mắt huyền sát cương linh công đã không có hiệu quả gia tốc tu luyện rõ rệt như vậy. Cũng may Lạc Hồng đạt được 2 viên đan dược tu luyện cấp bậc thái ất, tin tưởng chỉ cần phục dụng, tốc độ tu luyện của hắn tất nhiên có thể tiến triển cực nhanh. Nhưng mà dược lực của thái ất đan dược tất nhiên cuồng mãnh, tuy nói Lạc Hồng đối với nhục thân của mình có lòng tin, nhưng không cách nào kịp thời luyện hóa dược lực, tất nhiên sẽ tạo thành lãng phí thật lớn. Cái này cũng không khó giải quyết, chỉ cần bố trí một tòa pháp trận quang âm cỡ nhỏ, chậm lại tốc độ phóng thích dược lực là được. Lạc Hồng lật bàn tay một cái, 12 viên tinh hạt thời gian liền xuất hiện ở trên bàn tay của hắn. Theo miệng hắn lẩm bẩm, từng đạo phù văn cấm chế liền hiện ra mặt ngoài tinh hạt thời gian. Y. Lúc này, cổ tay Lạc Hồng run lên, 12 viên tinh hạt thời gian liền bay ra, lơ lửng cách quanh thân Lạc Hồng một trượng, ẩn ẩn kết nối với nhau. Đây chỉ là một tòa pháp trận thời gian đơn giản, dựa vào sự huyền diệu của tinh hạt thời gian, Lạc Hồng tiện tay là có thể bố trí. Trận này bình thường thôi động có thể làm chậm 12 lần tốc độ thời gian trôi qua trong phạm vi nhỏ. Nếu toàn lực thôi động, hiệu quả này sẽ còn tăng lên gấp đôi, chỉ là tiêu hao tinh hạt sẽ tăng lên gấp 2. Nếu không phải có được bí tàng của vô sinh đạo nhân, Lạc Hồng thật đúng là không dám tiêu hao thái sơ chi khí như vậy. Ngoài ra đáng nhắc tới là, bởi vì tinh hạt thời gian thực sự dùng quá tốt, cho nên Lạc Hồng dứt khoát đem thời gian tinh hạt thái sơ tạo vật hao phí thái sơ chi khí, trở thành đơn vị tính toán. Như vậy tính ra, trước mắt Lạc Hồng có thái sơ chi khí, khoảng chừng 10.000 tinh. Bởi vậy có thể thấy được, năm đó Thiên Đình vơ vét tại Minh Hàn Tiên Vực tàn nhẫn đến mức nào. Vấn đề mở tiên khiếu mới tuy rằng đã giải quyết, nhưng tu luyện pháp lực còn có một vấn đề khác, đó chính là ngộ luyện nghịch luyện thành tiên khiếu thái sơ. Cái này vẫn là để đó một chút đi, tầng thứ nhất mệnh nguyên công nghịch luyện hiệu suất quá thấp, nếu cưỡng ép tu luyện, thật sự là quá lãng phí thời gian. Sau khi tính toán một phen, Lạc Hồng quyết định trước tiên từ bỏ việc nghịch luyện tiên khiếu. Dù sao mài đao cũng không làm mất công đốn củi, chờ đến Hắc Sơn Tiên Vực, đạt được công pháp sau này của mệnh nguyên công, hắn lại tu luyện cũng không muộn. Tiếp theo là tu luyện pháp tắc đơn giản hơn rất nhiều. Linh tài pháp tắc Lạc Hồng lấy được đủ để Kim Hồn Diễm và Mê Thiên Trung đều tiến giai lục phẩm tiên khí, không cần tiêu hao thái sơ chi khí ngoài định mức. Chỉ là có một vấn đề khiến Lạc Hồng tương đối xoắn xuýt,
từ kim tiên đến thái ất, dù sao cũng là một đại cảnh giới tăng lên. Kim hồn diễm cùng mê thiên trung một khi tiến giai, lấy tu vi kim tiên của Lạc Hồng, muốn thúc giục chúng sẽ rất tốn sức. Nhưng tương ứng, Lạc Hồng lại có thể tăng tu vi thời gian pháp tắc và tu vi luân hồi pháp tắc lên tới cảnh giới thái ất sơ kỳ, thần thông hai thứ này đối ứng tất nhiên sẽ mạnh hơn rất nhiều. Cho nên nói, hành động này có thể nói là có lợi có hại. Sau khi cẩn thận suy nghĩ một phen, Lạc Hồng cuối cùng quyết định trước hết để cho kim hồn diễm tiến giai, mê thiên trung thì phóng ra. Bởi vì, một khi người trước tiến giai, uy năng của huyễn thế tinh đồng chắc chắn sẽ được tăng lên cực lớn, mà một đặc điểm lớn của thần thông huyễn thuật chính là hoặc là không trúng, hoặc là làm cho kẻ địch trực tiếp mất đi sức phản kháng, cho nên uy lực của nó là càng mạnh càng tốt. Mê thiên trung chính là tiên khí hộ thân mạnh nhất hiện tại của Lạc Hồng, thường xuyên phải vận dụng, nếu mỗi lần thôi động đều phải tiêu hao rất nhiều tiên nguyên lực, vậy sẽ rất bất lợi cho Lạc Hồng. Phá thiên thương cũng vậy, nếu không có băn khoăn này, hắn đã sớm tiêu hao 5.000 tinh thái sơ chi khí, cưỡng ép tiến giai. Còn lại tu luyện nhục thân và tu luyện nguyên thần thì không có gì để nói. Người trước lợi dụng đại hắc thiên lôi chậm rãi rèn luyện thân thể, mở huyền khiếu là được, người sau Lạc Hồng cũng sớm an bài tốt, cam đoan minh linh phản thần đại pháp sẽ không dừng lại. Sắp xếp xong xuôi kế hoạch tu luyện, Lạc Hồng lấy ra một bình ngọc, mở nắp bình ra, hắn không chút do dự ngửa đầu lên, nuốt đan dược trong bình vào trong bụng. Lập tức, một cỗ tiên linh khí bành trướng nổ tung ở trong bụng, điên cuồng tràn vào trong kinh mạch Lạc Hồng, để hắn cảm thấy từng trận đau nhức. Quả nhiên đủ mạnh, Lạc Hồng giờ phút này bấm pháp quyết, mở ra tiểu quang âm pháp trận, trong nháy mắt khiến áp lực kinh mạch giảm xuống gấp 10 lần. Tuy rằng vẫn có cảm giác tràn đầy rõ ràng, nhưng Lạc Hồng hoàn toàn có thể chịu đựng được. Cứ như vậy, Lạc Hồng một bên tu luyện, một bên bước lên lữ đồ tiến về Hắc Sơn Tiên Vực. Hơn 10 năm sau, trên không biển cát, đại lục hoang dã. Trong đại điện tối cao của Kim Nguyên Cự Chu, một cuộc hội nghị đang tiến hành. Vương Đạo Hữu vừa mới tiến vào man hoang, ngươi có chuyện gì muốn chúng ta cùng nhau thương nghị? Sau bàn gỗ to lớn xốc xếch, Lý chủ sự một thân áo bào xanh rộng thùng thình nhìn hai đạo hư ảnh linh khí trước mặt, mở miệng hỏi. Vương Mỗ nhận được tin tức, nói là trong sa mạc này có sa thú làm loạn, mấy năm trước còn cắn nuốt một chiếc độ thuyền, để cho tu sĩ nhân tộc chúng ta tử thương thảm trọng, cho nên cố ý tới nhắc nhở hai vị. Một hư ảnh linh khí chọc lốc trên đầu giống như Di Lặc cười trả lời. Chỉ là sa thú mà thôi, số lượng nhiều hơn nữa, cũng không xông qua được đại trận ngàn vàng xé không trung của thương đội, vương chủ sự có phải là chuyện bé xé ra to hay không? Một bóng người khác có thân hình thon gầy, trong tay cầm hư ảnh linh khí của Phất Trần, chẳng hề để ý nói. Nếu chỉ là trùng chiều bình thường, vậy chúng ta tự nhiên có thể bỏ qua, nhưng theo người sống sót trốn về nói, ngày đó tựa hồ xuất hiện sa thú vương thái ất cảnh cự đại. Vương chủ sự lúc này vẻ mặt nghiêm túc nói. Nghe lời ấy, thần sắc hai vị chủ sự Lý, Ma Nhất lập tức nghiêm túc lên. Tuy sa thú lấy thú làm tên, nhưng thực tế lại là trùng tộc, tính tình hung ác, thiếu linh trí. Nếu gặp thương đội, xúc sinh này chắc chắn sẽ không cố kỵ uy danh của thiên đình. Sa thú dựa vào nuốt thổ thạch tu luyện, có thể xuất hiện sa thú vương tu vi thái ất, hơn phân nửa ở sâu dưới sa mạc này, tồn tại một mạch khoáng cao giai quy mô không nhỏ à. Trầm ngâm một lát, Lý chủ sự vuốt vuốt chòm râu trên cằm nói. Ý của Lý đạo hữu là chúng ta chủ động đi săn giết con sa thú vương kia, tìm được mạch khoáng kia. Chuyện này có thể quá làm chậm hành trình của chúng ta hay không? Ma chủ sự vung Phất Trần, có chút ý động, nhưng cũng có chút lo lắng nói. Ma đạo hữu nói sai rồi, chúng ta đã biết xúc sinh kia hơn phân nửa sẽ đến tập kích thương đội. Sao có thể tiếp tục để bản thân ở vào thế bị động, chủ động xuất kích mới có thể giải quyết tai họa ngầm này nhanh nhất. Về phần khoáng mạch kia thì là chuyện tiện thể. Nếu thuận tiện khai thác, chúng ta sẽ điều động khôi lỗi và nhân thủ dừng lại một đoạn thời gian. Nếu độ khó quá lớn, chúng ta lấy khoáng mẫu trực tiếp lên đường là được. Hiển nhiên, trước khi vương chủ sự triệu tập bọn họ thương nghị, đã có kế hoạch. Vương đạo hữu suy nghĩ rất chu toàn, chỉ là sa thú kia cư ngụ ở dưới biển cát, địch tối ta sáng, không biết vương đạo hữu có biện pháp dẫn dụ chúng nó ra không. Sau khi tán thành gật gật đầu, Lý chủ sự lại đưa ra một vấn đề khó khăn. Ha ha, đây không phải việc khó gì, trên thuyền vương mỗ vừa vặn có một số lớn kinh thần châu. Vốn là muốn đưa đi Vu Sơn Tiên Cung giúp bọn họ chống cự đàn địa uyên quỷ, xê dịch một chút cũng không sao,
Vương chủ sự khẽ cười một tiếng nói, trời sinh sa thú hết sức mẫn cảm đối với thần thức dò xét, dùng kinh thần châu quấy nhiễu chúng nó quả thật là biện pháp tốt. Lý chủ sự lại gật đầu nói, đã như vậy, chỉ cần Vương đạo hữu đưa kinh thần châu tới, ma mỗ liền lập tức phái ra một nửa kim tiên hộ vệ. Ma chủ sự lập tức hứa hẹn, Lý đạo hữu, ngươi thấy thế nào? Lý mỗ cũng giống như vậy. Được, vậy thì quyết định vậy đi. Vừa mới nói xong, hai đạo hư ảnh linh khí liền đồng thời tán đi. Diêu Quang, thấy tình cảnh này, Lý chủ sự lập tức truyền âm một tiếng, có thuộc hạ. Chỉ mấy tức, Tống Diêu Quang đã phi độn vào điện, cung kính hành lễ nói. Sau khi nói rõ chi tiết mọi chuyện, Lý chủ sự liền phân phó, nhiệm vụ lần này do ngươi dẫn đội chấp hành. Nhớ cẩn thận một chút, sa thú vương kia nếu thật có tu sĩ thái ất, các ngươi tuyệt đối không phải đối thủ. Nhớ kỹ, một khi cảm ứng được khí tức của nó, lập tức rút lui về thương đội. Chỉ cần dẫn nó vào trong trận, coi như các ngươi lập được đại công. Vâng, thuộc hạ nhất định sẽ toàn lực mà làm. Tống Diêu Quang lập tức đáp. Nửa ngày sau, trong khoang thuyền của Lạc Hồng, một đạo độn quang màu tím đột nhiên xuất hiện, chui vào kim dương nghịch vũ đại trận, rơi xuống trước mặt Lạc Hồng. Chủ nhân, ánh sáng tím tán đi, lộ ra thân hình của A Tử. Chuyện gì? Nguyên lai, Lạc Hồng hấp, thụ giáo huấn lúc trước, lúc mở ra quang âm pháp trận tu luyện, an bài A Tử ở bên ngoài trông coi. Kể từ đó, bên ngoài phàm là có gió thổi cỏ lay gì, nàng đều có thể kịp thời báo lại. Thương đội chủ động tản đi đại trận, ba chiếc kim nguyên cự chu có dấu hiệu phân công nhau hành động. A Tử lúc này bẩm báo tình huống dị thường mà nàng nhìn thấy. Ồ, trước đây trong thương đội có xuất hiện động tĩnh lớn nào không? Lạc Hồng khẽ cau mày nói, hiển nhiên hắn đang hoài nghi nội bộ thương đội có phải xảy ra vấn đề gì hay không. Cũng không có, loại tình huống này là đột nhiên xuất hiện, trước đây cũng không có dấu hiệu. À đúng rồi, trước đó thương đội phái ra không ít tu sĩ kim tiên, Tống Diêu Quang cũng ở trong đó, không biết là đi làm cái gì. Nói được một nửa, A Tử nhớ tới một tình huống khác không tính là dị thường. Xem ra thương đội phải có hành động, sau khi giải trận mới có thể kết trận, đây là muốn bố trí một cái bẫy. Ý niệm trong đầu hơi chuyển, Lạc Hồng liền nghĩ tới một khả năng, cạm bẫy. Trong thương đội có ba vị tu sĩ thái ớt tọa chấn, thực lực như vậy còn phải dùng cạm bẫy đối phó địch nhân, ít nhất cũng là tồn tại thái ớt trở lên. A Tử trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Ta đại khái biết là chuyện gì xảy ra. Ngươi tiếp tục đi dò xét tình huống, chờ cạm bẫy này khởi động, lại gọi ta. Tính toán thời gian, Lạc Hồng liền biết bọn họ hiện tại hẳn là đang ở trên một mảnh sa mạc biên giới man hoang, mà theo hắn biết, thái ớt tồn tại duy nhất ở nơi này chính là một đầu sa thú vương. Lại nghĩ tới tập tính của sa thú, trong lòng Lạc Hồng liền có minh ngộ. A Tử lĩnh mệnh. A Tử nghe vậy lần nữa cung kính thi lễ, lập tức hóa thành độn quang màu tím, phóng lên trời mà đi. Nguyên lai muốn lập tức phục dụng một viên đan dược thái ớt khác, hiện tại xem ra cần phải trì hoãn một chút, dù sao đứng ngoài quan sát tu sĩ thái ớt đại chiến cũng là cơ duyên không tệ. Đan dược mà tu sĩ thái ớt dùng để tinh tiến tu vi thật sự là dược lực kinh người. Lạc Hồng đã ngày đêm không ngừng ở trong đại trận luyện hóa hơn 2.000 năm, đến bây giờ vẫn còn có chút dược lực chưa luyện hóa. Như vậy, một viên đan dược như thế cũng đủ để tu sĩ thái ớt luyện hóa 20-30 năm. Còn lại 12 tiên khiếu cuối cùng chưa mở ra, hiện tại xảy ra tình huống như vậy, thừa thế xông lên là không thể nào. Nhưng trước khi dị biến xuất hiện, thời gian phân tích đại đạo kim văn mới xuất hiện trên kim hồn diễm vẫn có. Một khi hoàn thành, ta có thể sử dụng thời gian pháp tắc cấp bậc thái ớt thúc dục huyễn thế tinh đồng. Cho dù đến lúc đó xuất hiện một chút ngoài ý muốn, ta cũng có thể có đầy đủ thực lực ứng đối. Sau một phen suy tư, Lạc Hồng liền thoáng cải biến kế hoạch tu luyện của mình. Như thế, thời gian ngoài trận đảo mắt đã qua hơn nửa năm. Một ngày này, đám người Tống Diêu Quang rời đi hồi lâu đột nhiên xuất hiện, chạy trốn như chạy trối chết về phía thương đội. Nhận được tin tức của A Tử, Lạc Hồng lúc này đã thu hồi kim dương nghịch vũ đại trận, đứng ở bên cạnh cửa sổ mạn thuyền, trong mắt chớp động linh quang, nhìn qua. Chỉ thấy đám người Tống Diêu Quang mới rời thương đội hơn nửa năm, bộ dáng thập phần chật vật, kim giáp trên người có nhiều dấu vết bị ăn mòn. Còn có không ít vết máu lưu lại, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, rõ ràng là đã hao tổn quá nhiều tiên nguyên lực. Mà ở đường chân trời phía sau bọn họ, một đạo trường tuyến màu đen như thủy triều nhanh chóng vọt tới, hiển nhiên là một loại trùng chiều nào đó.
Đây là nhân diện hạt. Chủng tộc có quá nhiều chủng loại, chỉ dựa vào bề ngoài, Lạc Hồng cũng không thể xác định được chủng loại. Chủ nhân, bọn chúng ngửi thấy rất thơm a. A Tử lúc này ở một bên lại chảy nước miếng. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1953, Thái Ất Xa Thú. Nhân diện hạt dài hơn một trượng, mang theo thân hình giáp xác màu đen, hai bên thân mọc dày đặc chân. Phần đuôi có một cái đuôi bọ cạp to lớn dựng thẳng lên cao, phía cuối có móc câu như vầng trăng khuyết, lóe ra hàn quang lành lạnh. Mà đặc điểm rõ rệt nhất chính là gương mặt người trắng bệch to lớn trên đầu. Tuy diện mạo của con nhân diện hạt này rất khủng bố nhưng tu vi lại không cao, bình thường đều thắng bằng số lượng khổng lồ, Lạc Hồng không ngờ A Tử lại có hứng thú với chúng. Chủ nhân, A Tử muốn xuất chiến. Theo bản năng khát vọng, A Tử muốn lập tức cắn nuốt nhân diện hạt trước mắt. Chỉ dựa vào những nhân diện hạt này không thể nào đuổi theo đám người Tống Diêu Quang chật vật như vậy, ngươi tạm thời nhẫn nại. Chờ trận chiến này kết thúc, chủ nhân ta sẽ mua thi thể của những nhân diện hạt này từ thương đội, như vậy chúng ta không cần phải mạo hiểm nữa. Lạc Hồng cũng không quên mục đích Kim Nguyên thương đội bố trí cạm bẫy, những người bọ cạp mặt nạ trước mắt này tuy không đủ gây sợ, nhưng ẩn tàng hung hiểm lại không thể không cân nhắc. A Tử hiểu rồi, A Tử đã thu hoạch được linh trí, lập tức hoàn toàn có thể khắc chế chính mình. Nếu là Tằng Kim, nàng khẳng định đã phát cuồng lao ra, căn bản nghe không lọt bất luận khuyên bảo gì. Mà ngay tại lúc chủ tớ hai người nói chuyện, phi thuyền của Kim Nguyên thương đội đã triển khai công kích đối với trùng triều. Chỉ thấy mấy trăm đoàn kim sắc quang cầu bắn ra, rơi vào trong trùng triều lập tức nổ tung ra, biến thành vô số kim châm, xuyên thủng toàn bộ nhân diện hạt trong phạm vi ngàn trượng. Chỉ một vòng công kích này, nhân diện hạt hội tụ thành thủy triều liền thấp đi một đoạn, hơn nữa đây là dưới tình huống Kim Nguyên cự chu không xuất thủ. Chiếu theo loại tình huống này, trùng triều trước mắt này hơn phân nửa còn chưa trùng kích đến thương đội, sẽ bị diệt đi 7-8 phần. Nhưng, lúc này, một mảng lớn cát vàng phun trào từ phía dưới trùng triều lao ra, lấy tốc độ cực nhanh đi tới phía dưới phi thuyền thương đội. Sau một khắc, lít nha lít nhít, dị thú cổ quái tựa như giòi bọ liền từ trong cát vàng lao ra, lốp bốp trong nháy mắt liền hiện đầy mặt ngoài phi thuyền. Chủ nhân, là xa thú. A Tử lúc này kinh hô. Lạc Hồng thấy thế thì thầm nói một tiếng quả nhiên. Những con bọ cạp mặt người này không thể nghi ngờ là bị xa thú điều khiển, chúng nó công kích trên mặt đất. Bầy xa thú thì ẩn giấu dưới thân chúng nó, khiến cho tổn thất nhỏ nhất có thể tiếp cận thương đội. Trong mắt Lạc Hồng chớp động linh quang, liền thấy từng con lớn tựa như chó nhà, thân màu vàng đất, không có ngũ quan. Chỉ có một cái miệng dài hình tròn đầy răng nhọn, đang điên cuồng gặm cắn linh quang cấm chế của Kim Nguyên cự chu. Chỉ dựa vào những xa thú cấp thấp này đương nhiên không làm gì được Kim Nguyên cự chu, nhưng những phi chú cỡ nhỏ trong thương đội đã bị công phá cấm chế linh quang, xa thú trên thuyền đã gặm cắn thân thuyền. Tuy rằng tu sĩ trên thuyền đều liều mạng diệt sát xa thú, nhưng càng nhiều xa thú lại liên tục không ngừng từ dưới cát vàng lao ra, thế cho nên tình huống không thể nhận được nửa điểm chuyển biến tốt đẹp. Cũng may lúc này, những tu sĩ kim tiên tọa trấn ở phi chú cỡ trung kia rốt cuộc xuất thủ, chỉ thấy từng đạo linh quang tản ra. 12 linh vực khuếch trương ra, bao phủ bản thân cùng phi chu cỡ nhỏ xung quanh vào trong đó. Lập tức, pháp tắc chi uy bày ra, những xa thú kia vừa mới tiến vào trong linh vực, liền hoặc là tự cháy thành tro, hoặc là bị rút khô sinh cơ, hoặc là trực tiếp bị vô số tơ vàng chém thành thịt nát. Dù sao thì đến bao nhiêu thì chết bấy nhiêu, gần như trong khoảnh khắc là cứu vãn được tình thế nguy hiểm. Lạc Hồng thấy thế không có chút nào ngoài ý muốn, hắn đã sớm chú ý tới cấu thành Kim Nguyên thương đội. Ba chiếc Kim Nguyên cự chu cùng nhau thống ngự 36 chiếc phi thuyền cỡ trung, mà mỗi một chiếc phi thuyền cỡ trung thì đều thống ngự 36 chiếc phi thuyền cỡ nhỏ. Trên mỗi chiếc phi chu cỡ trung đều có một gã tu sĩ kim tiên tọa trấn, mà phi chu cỡ nhỏ thì bình thường đều có ba gã tu sĩ chân tiên. Mặc dù Kim Nguyên thương đội hiện tại bị hủy thành ba phần, nhưng 12 tên trấn thủ kim tiên, lại thêm hộ vệ kim tiên trên thuyền lớn, cũng đủ để nhẹ nhõm ứng đối thế cục trước mắt. Nhưng mà thế công trước mắt cũng chỉ là thăm dò của bầy sa thú mà thôi, mục đích của nó. Rầm 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 liên tiếp tiếng vang từ mặt đất truyền đến, 12 đóa hoa cát vàng to lớn bỗng nhiên nở rộ, từ đó chui ra 12 đầu sa thú khổng lồ hình thể vượt qua 2000 trượng. Vừa xuất hiện,
Những sa thú khổng lồ này liền mở ra cái miệng to như chậu máu, tựa hồ có thể thôn phệ thiên địa, phân biệt cắn nuốt về phía trung tâm 12 mảnh linh vực kia. Thấy tình cảnh này, 12 tên trấn thủ kim tiên kia muốn thu hồi linh vực, đi đầu tránh né. Nhưng lúc này, trong miệng những sa thú khổng lồ kia đều xuất hiện một vòng xoáy màu đỏ sậm, từ đó truyền ra lực xé rách cực kỳ mãnh liệt, khóa chặt thân hình 12 tên kim tiên trấn thủ. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Kim Nguyên Cự Chu mà Lạc Hồng đang đứng rốt cục cũng có tất cả động tác. Chỉ nghe một tiếng sét đánh vang lên, 12 đạo cự lôi màu vàng điên cuồng quét ra, giống như thiên binh thần kiếm, trực tiếp chém 12 đầu sa thú khổng lồ kia thành hai nửa. Giống, nương theo tiếng gào thét thống khổ, 12 đầu sa thú có tu vi kim tiên này nhao nhao rơi xuống cát vàng. Đại lượng độc huyết màu xanh lá phun ra ngoài, làm cồn cát xung quanh bị ăn mòn rung động xì xì. Nhưng không đợi đám người thở phào một hơi, sâu trong biển cát liền truyền đến một tiếng gầm rú trầm thấp phẫn nộ. Lập tức, Lạc Hồng mắt thường có thể thấy được toàn bộ sa mạc đều điên cuồng cuồn cuộn lên, từng đạo sóng cát to lớn bay lên trời. Hóa thành từng cái xúc tu, gần trăm chiếc phi thuyền không kịp thời né tránh kéo về phía mặt đất. Những phi chu này vừa rơi xuống đất, liền tao ngộ số lượng nhân diện hạt kinh khủng cùng sa thú vây công, tình huống tràn ngập nguy cơ. Nhưng lúc này lại không có người nào đi cứu viện bọn họ, bởi vì một đạo khí tức vô cùng dọa người đã từ chỗ sâu trong biển cát bay lên. Sau một khắc, dưới vô số sóng cát vây quanh, một đầu sa thú to lớn vô cùng từ dưới đất chui ra, mở miệng lớn ra, phát ra một tiếng giống giận chấn động thiên địa. Lạc Hồng chỉ thấy một đạo khí lãng thực chất đánh tới cửa sổ mạn thuyền, đánh vào phía trên cấm chế linh quang, làm cho nó rung động điên cuồng. Một tiếng giống có thể như thế, nếu chính diện tiếp nhận công kích của con thú này, Kim Nguyên Cự Chu chỉ sợ lập tức sẽ bị trọng thương. Đây cũng không phải là thiên đình không lấy ra được phi thuyền lợi hại hơn, mà là Kim Nguyên Cự Chu này vốn là thương thuyền, mà không phải chiến thuyền. Thân tàu to lớn phần lớn là dùng để chứa hàng hóa, mà không có bố trí pháp trận loại công phạt. Bất quá, loại hung thú này bình thường cũng không có cơ hội công kích đến Kim Nguyên Cự Chu, bởi vì trên mỗi một chiếc thuyền lớn đều có một vị tu sĩ Thái Ất tọa trấn. Tiếng gào chưa dứt, một đạo khí tức mạnh mẽ bỗng nhiên bộc phát ra, ngay sau đó giữa không trung đại phóng kim quang. Một kim ấn to lớn bao trùm màn trời trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, lóe ra trọn vẹn hơn 100 đoàn đạo văn pháp tắc đè ép xuống. Pháp tắc thần thông của Kim Nguyên Tiên Cung, Đại Kim Nguyên Ấn. Thái Ất sa thú thấy thế không yếu thế chút nào, thân hình như thiểm điện phóng lên tận trời. Hiện ra chân thân vạn trượng trước mắt mọi người, đồng thời há miệng ngưng tụ ra một vòng xoáy đỏ sậm to lớn vô cùng. Lực hút vô cùng cuồng bạo lập tức từ đó tuôn ra, nuốt sống Đại Kim Nguyên Ấn kia vào. Theo từng đạo đạo văn màu đỏ sẫm xuất hiện trên Đại Kim Nguyên Ấn, nó không cách nào ngăn chặn mà thu nhỏ lại, cuối cùng trực tiếp bị Thái Ất sa thú kia nuốt vào. Thấy tình cảnh này, Lý chủ sự sớm đã đứng ở chỗ cao nhất Kim Nguyên Cự Chu, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng vô cùng. Tu sĩ thương đội còn lại cũng không khỏi bị hung uy của Thái Ất sa thú này chấn nhiếp, mỗi người đều lộ ra vẻ kinh sợ. Mà Thái Ất sa thú kia thôn phệ Đại Kim Nguyên Ấn xong, khí tức đúng là tăng lên một đoạn, chỉ thấy thân thể cao lớn uốn éo. Hào quang màu vàng bỗng nhiên hàng lâm tại phương thiên địa này, lực lượng pháp tắc mênh mông trong nháy mắt quét sạch ra. Tất cả phi chu của thương đội giờ phút này đều trầm xuống, dù thôi động độn không cấm chế đến cực hạn, vẫn không ngừng rơi xuống trùng chiều phía dưới. Tốc độ rơi xuống của Kim Vân Cự Chu tuy rằng rất chậm, nhưng hiển nhiên cũng không thể chống cự. Mà 12 đầu sa thú khổng lồ bị chém đứt thân thể đột nhiên tăng tốc độ gấp 10 lần. Nhìn khoảng 3-4 nhịp thở, chúng nó có thể khỏi hẳn tái chiến. Đây là linh vực, lại khổng lồ như thế, có uy năng như thế. A Tử ổn định thân hình xong, không khỏi mở to hai mắt kinh hãi nói. Cảnh giới kim tiên đạt được chất biến chính là nguyên thần, mà Thái Ất đạt được chất biến chính là nhục thân, ngọc thể hoàn mỹ, pháp tắc chi thân, nhất cử nhất động đều có thể dẫn động lực lượng pháp tắc. Mà chân thân của loài thú khổng lồ, sau khi đột phá Thái Ất cảnh đạt được biến đổi về chất, tự nhiên có thể thu được tăng phúc thực lực vượt xa nhân tộc. Giống như con Thái Ất sa thú này, thiên địa xung quanh hiện tại đều đang vận chuyển quanh nó. Thần sắc Lạc Hồng bình tĩnh thay A Tử giải thích nghi hoặc. Kim Nguyên thương đội chẳng phải là gặp rắc rối sao? A Tử không khỏi nói. Đương nhiên sẽ không, hai chiếc Kim Nguyên Cự Chu khác hẳn là sắp đến. Lạc Hồng lắc đầu nói. Mặc kệ hung uy của Thái Ất sa thú kinh người như thế nào,
một khắc khi nó rơi vào cạm bẫy, đã định trước nó hôm nay sẽ vẫn lạc ở đây. Quả nhiên, Lạc Hồng vừa dứt lời, mấy trăm đạo lưu quang màu vàng liền bay nhanh tới, sau khi linh quang vỡ vụn, lộ ra phi thuyền còn lại của Kim Nguyên Thương đội. Kết trận, chỉ nghe ba tiếng lệnh vang lên, trên boong thuyền của tất cả phi chu đều nổi lên một mảnh trận văn màu vàng. Lập tức, khí tức của hơn 1.000 phi thuyền tất cả đều kết nối với nhau, đại trận ngàn vàng xé gió lần nữa kết thành. Theo lực lượng đại trận hiển hiện, mặt ngoài tất cả phi chu đều xuất hiện linh quang màu vàng như gió lốc, những nhân diện hạt cùng sa thú cấp thấp kia vừa tiếp xúc sẽ bị chém thành mấy chục đoạn. Chỉ riêng lần này đã giải trừ tình thế nguy hiểm của tất cả phi thuyền. Ngay sau đó, dưới sự dẫn dắt của ba chiếc kim nguyên cự chu, tất cả phi chu bắt đầu ngạnh kháng uy năng của thái ất sa thú chậm rãi, bay lên không. Cùng lúc đó, ba vị tu sĩ thái ất chủ sự đã phi thân ra, chiến thành một đoàn với thái ất sa thú kia. Ngoài ra, trên ba chiếc kim nguyên cự chu cũng bay ra không ít kim tiên tu sĩ cùng thiên binh khôi lỗi, bao vây 12 đầu sa thú khổng lồ vừa mới khôi phục kia, các loại thần thông tiên khí oanh không ngừng. Tuy nói là binh bất yếm trá, nhưng lấy nhiều khí ít như vậy, A Tử thấy thực sự có chút tức giận. Nhìn đám sa thú hầu như trong khoảnh khắc liền rơi vào thế hạ phong, trong lòng A Tử không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác bi thương. Mặc cho thái ất sa thú quấy động thiên địa thế nào, cũng không làm gì được ba vị tồn tại cùng giai vây công. Đồng thời đại trận còn thỉnh thoảng chém ra từng chuôi kim kiếm to lớn, lưu lại đại lượng vết thương trên thân thể. Lạc Hồng nghe vậy không nói thêm gì, dù sao tu sĩ cấp cao phần đông chính là ưu thế lớn nhất của nhân tộc ở tiên giới, lấy sở trường đánh sở đoản của mình, chính là cách làm rất sáng suốt. Ách tuy rằng nhìn cái này quả thật có chút thắng mà không võ. Theo thời gian trôi qua, 12 đầu sa thú khổng lồ đều đã đền tội, chỉ có thái ất sa thú còn đang ương ngạnh chống cự, nhưng khí tức cũng đã suy yếu không ít. Lạc Hồng ở trong khoang thuyền quan chiến rất nhàn nhã, tìm hiểu cách vận dụng thiên địa pháp tắc của tồn tại cấp bậc thái ất, chỉ cảm thấy thu được rất nhiều lợi ích, thậm chí trợ giúp hắn đột phá sau này. Nhưng ngay lúc Lạc Hồng cho rằng trận đại chiến này sắp kết thúc, thái ất sa thú kia đột nhiên phát cuồng. Đúng là tự bạo nửa đoạn dưới chân thân, khiến cho nó hóa thành cát điên cuồng vô biên, bức lui ba tên tu sĩ thái ất vây công nó. Muốn chạy, mau ngăn nó lại. Không đúng, xúc sinh này muốn trùng kích thuyền lớn, mau chóng thôi động đại trận ngăn cản. Thấy thái ất sa thú bức lui đám người mình, cũng không chui xuống đất chạy trốn, ngược lại xông về phía kim nguyên cự chu do mình tọa trấn. Lý chủ sự lập tức trợn trừng mắt, vội vàng mệnh lệnh đám hộ vệ Tống Diêu Quang liều chết ngăn cản. Phải biết rằng, một khi thuyền lớn bị hủy, những kho hàng không gian kia chắc chắn sẽ sụp đổ trong nháy mắt, khiến cho hàng hóa trong đó không phải là bị không gian phong bạo trực tiếp phá hủy, thì chính là tán lạc đến trong hư không vô tận, cũng không còn cách nào tìm được nữa. Cho dù là tu sĩ thái ất, hàng hóa trên thuyền này cũng không chịu nổi tổn thất. Đám người Tống Diêu Quang cũng biết rõ lợi hại trong đó, cho nên dù biết rõ tiến lên ngăn cản cửu tử nhất sinh, cũng vẫn cắn răng kết ra chiến trận, phối hợp đại trận ngăn trước mặt thái ất sa thú. Ai, vận khí của ta, thật đúng là phát huy ổn định à. Lạc Hồng chỉ là hành khách, hàng hóa của thương đội có tổn hại hay không cũng không liên quan gì đến nửa khối tiên nguyên thạch của hắn. Nhưng con thái ất sa thú này lại không hề chết, hết lần này tới lần khác lại lao thẳng về phía khoang thuyền khách của hắn. Cái này thì không có cách nào. Thần niệm vừa động, Lạc Hồng lúc này mở con mắt dọc mi tâm ra. Mà trong nháy mắt huyễn thế tinh đồng hiển lộ ra, 110 đoàn pháp tắc đạo văn nổi lên, một cái liền rút đi hơn 3 thành tiên nguyên lực của Lạc Hồng. Chiếp! Quát ra lệnh, thái ất sa thú chỉ cảm thấy hoảng hốt, liền phát hiện mình đã phá hủy kim nguyên cự chu trước mặt, đại trận phá vỡ, phía trước là một mảnh biển cát bằng phẳng. Vì vậy, con thú này quyết định thật nhanh, trực tiếp đáp xuống, một lần nữa chui vào lòng đất biển cát, thi triển độn thuật, trong nháy mắt đi xa. Nhưng mà, tất cả những thứ này đều chỉ là ảo giác. Thực tế ngay trước khi thái ất sa thú đụng vào kim ngọc cự chu, nó đột nhiên thay đổi phương hướng, phá tan đại trận, trốn ra xa biển cát. Ba người lý chủ sự đuổi không kịp, đành phải bó cổ tay thở dài tại chỗ. Thôi, xúc sinh kia chạy thoát thì chạy đi, nhanh chóng siêu hồn những kim tiên sa thú kia, biết rõ tình huống mạch khoáng. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng lý chủ sự cũng bởi vậy tránh được kết cục nợ nần nặng nề trên lưng, lập tức trong lòng lại có chút may mắn. Đám người Tống Diêu Quang càng là một bộ biểu tình sống sót sau tai nạn.
Hai ất xa thú vừa trốn, Trung Chiêu còn sót lại rất nhanh đã bị đám người giải quyết. Mặc dù trận chiến này không có tu sĩ chân tiên trở lên thương vong, nhưng có không ít phi thuyền cỡ nhỏ bị hao tổn nghiêm trọng. Thế là Kim Nguyên Thương đội dự định ở đây tu chỉnh mấy ngày, thuận tiện thu thập chiến trường. Khi Lạc Hồng đi ra bên ngoài, 12 con kim tiên xa thú kia đã sớm không thấy đâu nữa, ngay cả những máu độc kia cũng bị thương đội lấy đi. Chương 1954, Đại Phát Hoành Tài. Tống tiên tử, thương thế của ngươi thế nào? Thương đội dự định dừng lại ở đây mấy ngày. Lạc Hồng tìm được người duy nhất coi như quen biết là Tống Diêu Quang hỏi. Chỉ là bởi vì thúc dục bí thuật, tổn thương một chút nguyên khí mà thôi, dựa vào thương đội phát bồi thường cũng đủ để khôi phục. Dừng lại thời gian cũng sẽ không quá lâu, chỉ cần những chân tiên kia tìm được khoáng mạch, đội buôn liền sẽ rời đi. Về phần dừng lại ở trên mạch khoáng bao lâu, vậy phải xem ba vị chủ sự đại nhân quyết định như thế nào. Lần này có thể coi là hữu kinh vô hiểm, Tống Diêu Quang mặc dù tổn thương nguyên khí, nhưng không nghiêm trọng lắm, ngược lại thu hoạch được thiện công phong phú, làm cho tâm tình của nàng rất không tệ. Mỏ khoáng cũng không thể rời bỏ khoáng mạch tu luyện với sa thú vương có thể dưỡng ra tu vi thái ất, chỉ sợ khoáng mạch kia phẩm giai khá cao, cũng khó trách các đại nhân chủ sự động tâm. Trong mắt hơi có tinh quang lóe ra, Lạc Hồng tự nói một câu, sau đó lại hướng Tống Diêu Quang nói, Tống tiên tử, không biết thương đội dự định xử lý thi hài những nhân diện hạt này như thế nào? Lạc tuần tra hỏi cái này là cố ý thu mua. Tống Diêu Quang nghe vậy không trả lời, ngay mà hỏi ngược lại một câu. Đúng vậy, thủ hạ của Lạc Mỗ có một con linh thú loại trùng, vừa vặn có thể dùng những con bọ cạp mặt người này nuôi nấng. Nuôi nấng linh thú cũng không phải chuyện gì không thể để người khác biết, Lạc Hồng lúc này nói đúng sự thật. Những nhân diện hạt này phẩm giai không cao, bình thường đều giao cho những tu sĩ đại thừa trong thương đội luyện chế thành các loại tài liệu trụ cột. Lạc tuần tra nếu nguyện ý ra tiên nguyên thạch thu mua, ta đi tìm đạo hữu phụ trách việc này lên tiếng chào hỏi, hôm nay hắn sẽ đưa toàn bộ thi hải tới. Mấy con nhân diện hạt mạnh nhất cũng mới có tu vi chân tiên, cuộc làm ăn này rất nhỏ, Tống Diêu Quang có thể tự mình làm chủ. Vậy không biết phải tốn bao nhiêu tiên nguyên thạch đây? Tống tiên tử ngươi cũng biết, Lạc Mỗ vừa nhận phí đi thuyền, trong tay đã có sẵn rồi. Ha ha, Lạc Hồng lộ ra nụ cười nghèo khổ. Bản thân nhân diện hạt tuy chỉ đáng giá mấy chục khối tiên nguyên thạch, nhưng số lượng rất nhiều, thu thập rất hao tổn nhân lực, cho nên ít nhất cũng phải 100 tiên nguyên thạch mới được. Tống Diêu Quang cân nhắc một chút rồi nói, quá rẻ. Lạc Hồng tuy trong lòng mừng thầm, nhưng vẫn do dự một phen mới đáp ứng. Được, ta đi tìm Lưu đạo hữu, Lạc tuần tra trở về chờ người đưa đồ đến là được. À, nếu Lạc tuần tra cực kỳ động lòng, có thể giúp thương đội tìm khoáng mạch, người đầu tiên phát hiện sẽ được thưởng không ít tiên nguyên thạch. Nhắc nhở một tiếng, Tống Diêu Quang chắp tay cáo từ. Ta muốn đi xem khoáng mạch kia, lại không cần phí sức đi tìm. Trong lòng thầm nói một tiếng, Lạc Hồng liền quay trở về khoang thuyền, ngồi xếp bằng chờ đợi. Hai canh giờ sau, vừa lúc vào đêm, có một vị tu sĩ chân tiên của thương đội gõ cửa phòng Lạc Hồng. Sau khi lấy ra 100 khối tiên nguyên thạch, Lạc Hồng liền thu được từ trong tay một cái túi chữ vật cỡ lớn. Mang theo thứ này hiển nhiên không tiện, Lạc Hồng lập tức đem thi hài nhân diện hạt chuyển rời đến bên trong U Minh Động Thiên. Đi đi, nhìn A Tử nước miếng không ngừng chảy, Lạc Hồng ôn thanh nói, đa tạ chủ nhân. Lời còn chưa dứt, A Tử đã hóa thành một đạo tử mang, chui vào trong núi thi thể, không thấy bóng dáng. Lạc Hồng thấy thế lập tức xua tan vòng xoáy hắc vụ, sau đó bước ra một bước, mượn nhờ không gian pháp tắc trong nháy mắt na di đến trăm vạn dặm bên ngoài. Hơi cảm ứng lạc ấn huyễn thuật mình gieo xuống, Lạc Hồng liền chuyển hướng đông bắc, hắc sắc lôi trận dưới chân hiển hiện, ầm ầm một tiếng liền biến mất không thấy gì nữa. Ước chừng một lúc lâu sau, Lạc Hồng đã độn ra khoảng cách hơn trăm triệu dặm, đi tới một gò cát vô cùng bình thường. Nhưng mà, theo thần niệm hắn khẽ động, mấy vạn cồn cát dưới chân đều sụp đổ, cát vàng cuồn cuộn biến thành một vòng xoáy to lớn. Mấy tức sau, một đầu sa thú to lớn vô cùng chui ra, chính là thái ất sa thú vương kia. Quả nhiên, thần thức tiêu hao không phải lớn bình thường, cũng may nguyên thần của ta đã có tu vi thái ất, bằng không căn bản không thể thúc đẩy đại gia hỏa này. Mặc dù Lạc Hồng đã mượn huyễn thế tinh đồng gieo lạc ấn huyễn thuật vào trong con thú vương bệ ngạn này, nhưng mỗi lần sử dụng nó để hành động, đều phải tạo ra ảo giác mới trong nguyên thần của nó,
điều này sẽ khiến thần thức bị hao tổn rất nhiều. Mà tương ứng, chỉ cần lạc ấn huyễn thuật này một ngày chưa giải trừ, Lạc Hồng bất kể lúc nào gặp được Thái Ất Thú Vương này, đều có thể trong nháy mắt làm nó lâm vào trong ảo giác, mặc cho nó xâm lược. Thân hình rơi xuống phía dưới, Lạc Hồng liền đứng trên đỉnh đầu Thái Ất Sa Thú Vương, thần niệm hắn vừa động, liền thúc giục nó chạy về hang ổ của mình. Bị độn quang màu vàng bao vây, Lạc Hồng đi qua dưới đất 3-4 canh giờ, mới đi tới một thế giới khổng lồ dưới lòng đất. Nơi này không có bất kỳ ánh sáng, cũng không có bất kỳ kiến trúc gì, chỉ có từng cái thông đạo hình trụ to nhỏ khác nhau, giăng khắp nơi, nhiều vô số kể. Nơi đây là xào huyệt của Thái Ất Sa Thú Vương, cũng là xào huyệt của đàn sa thú. Trên đường đi, Lạc Hồng dùng thần thức dò xét được vô số trứng trùng và ấu thú, thậm chí còn có hai đầu sa thú khổng lồ tu vi kim tiên. Lại đi thêm một hồi, Thú Vương Thái Ất Sa rốt cục đi tới một không gian khổng lồ trong lòng đất, nó cuộn thân thể lại, liền nằm ngáy o o. Lạc Hồng lúc này phi thân lên, đầu tiên là thi triển linh mục nhìn về phía vách đá trên đỉnh đầu, nơi đó có khoáng mạch trần trụi. Thì ra là Hoàng Long Thạch, loại linh tài này ít nhất cũng có cấp 9, nếu như mạch khoáng có quy mô đủ lớn, vậy thì khoáng mẫu ngưng tụ ra có thể đạt tới cấp 6. Rất hiển nhiên, mạch khoáng Hoàng Long Thạch này có quy mô cực lớn, bằng không cũng không nuôi ra được một đầu Thái Ất Sa Thú Vương. Sau khi phân biệt được là loại linh khoáng nào, Lạc Hồng không khỏi có chút thất vọng. Bởi vì tính chất của Hoàng Long Thạch cứng rắn, rất khó khai thác, mà khoáng mẫu của nó lại chỉ xuất hiện ở chỗ sâu trong mạch khoáng. Khí tức hỗn tạp cùng Hoàng Long Thạch bình thường, không cách nào dùng thần thức phân biệt. Nếu có con bạch ngọc tỳ hưu kia ở đây, ngược lại là có thể mượn dùng thiên phú thần thông của hắn khóa chặt khoáng mẫu, phát một bút. Nhưng bây giờ, ngoại trừ lấy ra tiểu hắc cầu, ta cũng không có cách nào khác để thu hoạch được nhiều thứ từ khoáng mạch này. Lạc Hồng lắc đầu nói. Nơi đây nằm ở biên giới man hoang, còn chưa hoàn toàn thoát ly Bắc Hàn tiên vực. Vì chút khí thái sơ này, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không mạo hiểm dẫn tới thiên diễn quan, thôi động tiểu hắc cầu. Không đến cũng đến rồi, một chút cũng không lấy được phong cách của Lạc Hồng. Thế là, hắn lập tức tạo dựng huyễn tượng cho Thái Ất Sa Thú Vương, để hắn trong nháy mắt bừng tỉnh, sau đó điên cuồng công kích khoáng mạch. Mặc dù Lạc Hồng không đào được bao lâu, nhưng có Thú Vương Thái Ất Sa ra tay, cuối cùng chắc chắn vẫn có thể có thu hoạch không tệ. Hả? Những hạt cát này hình như cũng không phải là phàm vật. Sau khi để cho Thái Ất Sa Thú Vương đứng dậy làm công, Lạc Hồng mới phát hiện những linh sa màu vàng sẫm bị nó xem như giường cũng tản ra khí tức không tầm thường. Chỉ là bởi vì khí tức của những linh sa này gần như giống với Thái Ất Thú Vương, Lạc Hồng mới không phát hiện ngay từ đầu. Hẳn không phải trùng hợp, những linh sa này hơn phân nửa là sản phẩm phụ đầu Thái Ất Sa Thú Vương này luyện hóa Hoàng Long Thạch. Số lượng nhiều như thế, không biết Thái Ất Sa Thú Vương phải vất vả bao nhiêu năm. Nhiếp một nắm linh sa, tinh tế cảm ứng một phen, Lạc Hồng khẽ gật đầu nói, miễn cưỡng đủ dùng bát phẩm linh tài, ha ha, lần này đúng là mất chi dâu thu chi rồi. Cười qua một tiếng, Lạc Hồng liền tế ra vạn bảo nang, toàn lực thu lấy Hoàng Long Sa. Đợi đến khi thu được không sai biệt lắm, Lạc Hồng mới phát hiện không gian dưới đất này so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Trước kia chỉ là bị đại lượng Hoàng Long Sa chiếm cứ không gian mới nhìn không lớn. Khá lắm, thiếu chút nữa chứa đầy cho ta rồi. Sau khi trở về phải nắm chặt việc luyện lại vạn bảo nang một phen. Lạc Hồng ước lượng túi vạn bảo căng phồng, rất là vừa lòng thỏa ý nói. Phải nói, túi chữ vật của hắn gia trì không gian pháp tắc kim tiên sơ kỳ cũng coi là một kiện dị bảo, không gian bên trong cực lớn, lại không nghĩ hắn lúc này mới đến man hoang, suýt nữa đã đầy. Quả nhiên man hoang giàu có và đông đúc không phải là giả. Cũng may, hiện tại tu vi không gian pháp tắc của Lạc Hồng đã đạt đến kim tiên đỉnh phong, vạn bảo nang ở trong tay còn có không gian tăng lên rất nhiều. Lúc này sắc trời dần sáng, Lạc Hồng tính toán đội thăm dò của Kim Nguyên Thương đội cũng nên tìm tới, liền ra lệnh Thái Ất Sa Thú Vương dừng lại, sau đó tế ra phá thiên thương. Một đạo ngân quang hiện lên, trên thân thể Thái Ất Sa Thú Vương nứt ra một lỗ hổng khổng lồ, lộ ra một viên tinh hạch màu vàng đất cao bằng người, cùng thú hồn chiếm cứ phía trên. Cảm ứng được nguy cơ sinh tử, nguyên thần của Thái Ất Sa Thú Vương bắt đầu phản kháng kịch liệt, khiến huyễn thuật lạc ấn của Lạc Hồng trong nháy mắt xuất hiện vết rạn, dường như sau một khắc sẽ vỡ vụn ra. Nhưng Lạc Hồng đã ra tay, tất nhiên sẽ không cho Thú Vương Thái Ất Sa bất cứ cơ hội nào. Một cái chuông lớn trắng như tuyết quay tròn bay ra,
rất nhanh liền đem tinh hạch cùng thú hồn đều bao phủ ở trong đó. Lúc này, Lạc Hồng chỉ cảm thấy nguyên thần hơi đau đớn, là lạc ấn huyễn thuật của hắn đã triệt để bị nghiền nát. Nguyên thần Sa Thú Vương lập tức tỉnh lại, nổi giận vô cùng muốn thoát khốn ra, giết chết con kiến hôi Lạc Hồng ám toán hắn. Nhưng mà, bất luận nguyên thần trùng kích như thế nào, Mê Thiên Trung đều sẽ bắn ngược lực lượng trở về. Nó ngoại trừ đụng Mê Thiên Trung rung lên keng, keng, không thể tạo thành nửa điểm tổn thương. Mê Thiên Trung trước mắt tuy chỉ là tiên khí thất phẩm đỉnh phong, nhưng nó có được luân hồi pháp tắc một trong tam đại chí tôn pháp tắc. Chấn áp Thái Ất Sa Vương hoàn chỉnh có lẽ sẽ có chút miễn cưỡng, nhưng vẻn vẹn một đạo Thái Ất nguyên thần, vậy thì không có vấn đề. Thu. Theo một tiếng quát khẽ của Lạc Hồng, Mê Thiên Trung lúc này bay ngược trở về, hơn nữa thu nhỏ lại cỡ vài tấc, lơ lửng ở trên lòng bàn tay Lạc Hồng. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, tay phải Lạc Hồng nhẹ nhàng nắm chặt, liền thu hồi đan điền. Ngay sau đó, Lạc Hồng xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía nửa thân thể còn lại của Thái Ất Sa Thú Vương. Vạn bảo nang đã chứa không nổi nữa, cho nên sau khi hắn suy nghĩ một chút, ngưng tụ ra một vòng xoáy màu đen to lớn. Bách Lý Đạo Hữu đến phụ một tay, giúp Tiểu Bạch kéo cỗ thi thể này vào trong động thiên. Lạc Hồng truyền âm nói. Bách Lý Viêm trầm mặc một lát, không biết nói gì, Lạc Đạo Hữu, ta là bị ngươi bắt, không phải thuộc hạ của ngươi. Nhanh lên! Nếu không ta sẽ đồng ý để huyết nhi dùng ngươi luyện chế bạo huyết văn. Lạc Hồng tức giận nói, chỗ hắn ở đương nhiên phải làm việc cho hắn, nếu không chẳng phải là ở không công. Nghĩ đến đóa yêu hoa kia, Bách Lý Viêm quyết đoán nhận thua. Rất nhanh, hai cái đuôi rồng một đỏ một trắng duỗi ra vòng xoáy hắc vụ, cả hai cùng phát lực, không cần bao nhiêu thời gian đã kéo nửa thi thể Thái Ất Sa Thú Vương vào U Minh Động Thiên. Chờ một chút, đây là Thái Ất hung thú. Lạc Đạo Hữu, đây là ngươi giết. Sau một khắc, trong vòng xoáy hắc vụ truyền ra thanh âm khiếp sợ của Bách Lý Viêm. Nếu không thì sao? Lạc Hồng trả lời đơn giản một câu, liền đóng cửa U Minh Động Thiên. Nhưng trên thực tế, con Thái Ất Sa Thú Vương này cũng không thể xem như một mình Lạc Hồng giết. Nếu không có ba vị chủ sự thương đội đánh nó trọng thương, Lạc Hồng chưa chắc có thể dùng huyễn thế tinh đồng khống chế nó. Bất quá, điều này cũng không gây trở ngại Lạc Hồng giả bộ một chút. Cuối cùng vung tay áo thu lấy một đống hoàng long khoáng thạch, Lạc Hồng lại ngưng tụ lôi trận, trong nháy mắt na di ra bên ngoài. Quả nhiên là đến. Cảm ứng được mấy đạo khí tức chân tiên đang nhanh chóng tới gần, Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, không chút hoang mang bấm niệm pháp quyết thi pháp, rất nhanh liền biến mất trong một mảnh bạch quang. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã trở lại trong khoang thuyền của mình. Trên sàn nhà có một tòa pháp trận không gian, còn chưa triệt để ám đi linh quang. Tình huống sau đó đúng như Tống Diêu Quang nói, Kim Nguyên thương đội quét dọn chiến trường xong, lập tức chuyển rời đến phía trên mỏ Hoàng Long Thạch. Lập tức, đại lượng tu sĩ từ trên trời giáng xuống, triệt để hủy diệt toàn bộ xào huyệt sa thú. Sau đó lít nha lít nhít khôi lỗi liền được an bài đến các nơi mạch khoáng, tựa như châu chấu, điên cuồng khai thác. Trong lúc đó, Tống Diêu Quang từng tới bái phỏng Lạc Hồng, mời hắn cùng đi khai thác Hoàng Long Thạch. Phải biết rằng làm cửu phẩm linh tài, một khối đơn vị hoàng long thạch tiêu chuẩn có thể bán được 20 khối tiên nguyên thạch. Tuy những khoáng thạch này đều thuộc về Kim Nguyên thương đội, nhưng vì cổ vũ mọi người khai thác, ba vị chủ sự lần này cấp ra phần trăm cực kỳ không tệ. Cho nên, cho dù là tu sĩ kim tiên đỉnh phong như Tống Diêu Quang cũng tình nguyện mặc kệ thương thế, gia nhập đội ngũ khai thác. Nhưng Lạc Hồng tất nhiên là không có hứng thú làm khổ công cho người ta, huống hồ đêm đó hắn đã đào được hơn 2 vạn khối hoàng long thạch, mặc kệ là mình dùng hay là bán ra đều không thiếu. Vì vậy, hắn lại lấy lý do là Bách Lý Viêm, uyển chuyển cự tuyệt Tống Diêu Quang. Mà ngay khi Lạc Hồng bắt đầu tu luyện lại, ba vị chủ sự của Kim Nguyên thương đội đã đi tới trong xào huyệt của Thái Ất Sa Thú Vương. Dựa vào mấy quang cầu to lớn, không gian dưới đất chỗ này bị chiếu sáng vô cùng, cũng trống trải vô cùng. Lọt vào trong tầm mắt là một vách đá, chính là vách đá. Hừ, xúc sinh này quả nhiên không sợ chết. Bị thương nặng như vậy, còn dám trở về lấy trùng cát đi. Ai, Vương Đạo Hữu không cần tức giận, tình huống như vậy không phải ta và ngươi đều dự liệu được sao? Cũng không trách Vương Đạo Hữu tức giận, giá trị chỉnh thể của quặng mỏ tuy rằng khẳng định ở trên những trùng cát kia. Nhưng khai thác có chút tốn thời gian và sức lực, không giống những trùng cát kia, trực tiếp thu lấy là được. Nhìn trùng xào rỗng tuếch, tâm tình của ba vị Thái Ất chủ sự đều không đẹp đẽ gì. Thôi, cuối cùng cũng không lỗ vốn, chúng ta dừng lại ở đây 3 tháng,
có thể hái được bao nhiêu thì hái bấy nhiêu đi. Sau khi tự an ủi mình một câu, vương chủ sự liền lắc mình rời khỏi không gian dưới đất này. Ha ha, kiếm nhỏ chính là thiệt thòi, vương đạo hữu thật đúng là thích hợp ở thương đội nhậm chức. Một ma chủ sự mặc đạo bào cười lắc đầu nói. Lần này đúng là chúng ta đánh cờ sai một nước, không nghĩ tới xúc sinh kia xảo trá như thế, vì giả bộ liều mạng, lại nguyện ý tự bạo nửa đoạn thân thể. Nếu có thể thành công lấy được thú hạch thái ất, dù lúc này không có thu hoạch, tin tưởng vương đạo hữu cũng sẽ không nói thêm cái gì. Lý chủ sự vẻ mặt tiếc hận nói. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1955, tình cờ gặp cung chủ. 3 tháng sau, Kim Nguyên thương đội đúng giờ lên đường, ở trong sa mạc lại phi độn ước chừng 1 năm, phía trước mới đột nhiên xuất hiện một thế giới sinh cơ dạt dào. Đến nơi này, thương đội mới tính chính thức tiến vào man hoang giới vực. Mà từ đó về sau, bầu không khí của Kim Nguyên thương đội rõ ràng xảy ra biến hóa. Tất cả phi thuyền đều tận lực tụ tập xung quanh 3 chiếc Kim Nguyên cự chu, lộ tuyến tiến lên cũng không giống như trước, mà bắt đầu không ngừng. Đi đường vòng, A Tử quan sát một chút, liền phát hiện chỗ thương đội đi vòng qua đều là phúc địa tu luyện có tiên linh khí cực kỳ nồng đậm. Rất hiển nhiên, Kim Nguyên thương đội dù đánh cờ hiệu thiên đình, cũng không muốn ở trong man hoang chủ động tìm phiền toái. Dù sao, bởi vì một ít nguyên nhân trong quá khứ, man hoang chư tộc vốn là căm thù thiên đình, Kim Nguyên thương đội chỉ là đi ngang qua còn tốt. Những man hoang sinh linh kia nhiều nhất chính là trợn mắt nhìn, cũng sẽ không vô duyên vô cớ nhắc lên chiến sự. Nhưng nếu Kim Nguyên thương đội lại giống như trước kia đào các loại thiên tài địa bảo, tình huống kia liền rất khó nói. Mặc dù thiên đình trả thù ngay cả chân linh sau lưng những man hoang chủng tộc này cũng không chịu nổi, nhưng không ít man hoang chân linh tính tình nóng nảy, nếu thực sự nổi giận sẽ không quản tương lai thế nào. Mà đối với tu sĩ trong Kim Nguyên thương đội mà nói, ngày sau thiên đình trả thù cũng không quan hệ gì với bọn họ, cho nên chủ động né tránh cũng liền thành lựa chọn đương nhiên. Thương đội không gây sự, Lạc Hồng cũng vui vẻ có thể an tâm tu luyện. Lại thêm một viên thái ớt đan vào trong bụng, Lạc Hồng thành công mượn dược lực, quán thông 12 tiên khiếu còn lại. Đến lúc này, Lạc Hồng chỉ cần tu luyện viên mãn 108 tiên khiếu, cảnh giới liền có thể đạt tới kim tiên đỉnh phong. Nhưng lúc này Lạc Hồng lại đột nhiên đình chỉ tu luyện, cố ý đem tu vi bản thân kẹt tại trạng thái nửa đỉnh phong. Nguyên thời không, Hàn lão ma cơ hồ vừa mới tu luyện tới kim tiên đỉnh phong, liền bị sát suy tìm tới cửa. Có vết xe đổ trước đây, ta tự nhiên phải đề phòng. Dù sao thì sau khi ta chuẩn bị tu luyện tất cả 108 tiên khiếu thành thái sơ tiên khiếu, lại thử đột phá cảnh giới thái ất. Cửa ải khó khăn sát suy này, vẫn là chờ đến lúc đó cùng xông qua thì tốt hơn. Tạm dừng tu luyện pháp lực cũng không có nghĩa là Lạc Hồng không có việc gì làm. Hơn 10000 năm kế tiếp, hắn dựa theo kế hoạch ban đầu, mài giũa thân thể cùng nguyên thần thật tốt. Ngoài ra, những hoàng long xa kia cũng không thể để cho chúng nó ở trong vạn bảo năng ăn bụi. Tuy phá thiên thương bọn chúng có thể trực tiếp dùng thái sơ chi khí tăng lên phẩm giai, không cần Lạc Hồng tự mình luyện chế, nhưng hắn cũng không định cứ như vậy từ bỏ đạo luyện khí. Vừa vặn những hoàng long xa này cùng địa tạng pháp luân thuộc tính tương hợp, Lạc Hồng ở phía sau tu luyện, ở bên trong U Minh Động Thiên đem hai cái hợp luyện. Đây là vì Lạc Hồng muốn ma luyện tạo nghệ luyện khí của mình, hay là cũng có thể làm cho hắn có thêm một kiện tiên khí có thể không cần cố kỵ sử dụng. Cứ như vậy, thời gian trong đại trận bắt đầu bận rộn tu luyện nhanh chóng trôi qua, Kim Nguyên thương đội ở ngoài trận cũng cách trạm tiếp theo của Hắc Sơn tiên vực càng ngày càng gần. Đột nhiên có một ngày, trong một mảnh sa mạc U Minh Động Thiên, một vòng, xoáy xương đen nổi lên, tử quang lóe lên, A Tử từ trong đó độn ra thân ảnh nhỏ nhắn. Chỉ thấy nàng nhìn quanh một chút, lập tức tìm được thân ảnh Lạc Hồng, lúc này di chuyển hai cái chân nhỏ chạy tới. Tuy nàng có bộ dáng nữ đồng trắng nõn, hơn nữa giờ phút này hai chân trần trụi, nhưng hoàng long xa sắc bén đến mức có thể xé nát huyền thiết, lại không cách nào thương tổn đến nàng nửa điểm. Sau khi tới gần, A Tử phát hiện Lạc Hồng còn đang bận rộn, liền không có lên tiếng quấy rầy. Hai mắt to của nàng chuyển động, liền nhìn chằm chằm vào một khối tinh thạch màu vàng đất lơ lửng trong pháp trận huyền ảo. Dần dần, nước bọt từ khóe miệng chảy xuống. Làm sao vậy, bên ngoài lại có tình huống gì? Lạc Hồng vỗ tay đứng dậy, nhìn A Tử, tùy ý hỏi. Hắn biết, nếu như bên ngoài thật xảy ra đại sự,
A Tử khẳng định sẽ cắt ngang hắn, sẽ không biểu hiện bình tĩnh như vậy. Chủ nhân, thứ này thật thơm a. A Tử lại tiếp tục nhìn viên tinh thạch màu vàng đất kia, có chút nũng nịu nói. Đừng suy nghĩ nữa, thứ này bây giờ còn không thể cho ngươi ăn. Những độc huyết kia ngươi đều uống hết. Một câu nói của Lạc Hồng trực tiếp đánh tan ảo tưởng của A Tử. Viên tinh thạch màu vàng đất này chính là thú đan của Thái Ất Sa Thú Vương, ẩn chứa lực lượng hoàng sa pháp tắc cực mạnh, chính là lục phẩm linh tài cực kỳ hiếm thấy. Hoàng Long thạch mẫu kia tuy cũng là lục phẩm linh tài, nhưng phẩm chất so với viên thú đan này kém hơn nhiều. Sau khi thử luyện chế tiên khí nhập phẩm, Lạc Hồng mới biết được vì sao tiên khí nhập phẩm lại thưa thớt như vậy, chủ yếu là độ khó khi điều hòa lực lượng pháp tắc trong linh tài quá lớn. Lạc Hồng vốn muốn mượn lượng lớn Hoàng Long Sa, trực tiếp luyện chế địa tạng pháp luân thành tiên khí bát phẩm. Chờ sau khi hắn chính thức bắt đầu, mới phát hiện mình căn bản không thể điều hòa lực lượng pháp tắc cả hai. Dù sao pháp tắc không phải là bột, hình dạng của nó là cố định, hai pháp tắc không thể hoàn toàn phù hợp chính là không thể phù hợp. Cho dù thuộc tính giống nhau, cũng chỉ là sinh ra xung đột hơi ít một chút mà thôi. Đối với việc này, Lạc Hồng nghiên cứu một phen, sau đó tìm được hai biện pháp giải quyết. Một là tìm kiếm tài liệu phụ trợ thích hợp, hình thành khu hòa hoãn giữa các tài liệu chính, từ đó đạt tới ổn định. Thủ đoạn này rất giống là đang sáng tạo một chương đan phương đạo đan, độ khó chủ yếu ở chỗ cần đại lượng thôi diễn, mỗi lần luyện chế tiên khí đều sẽ hao phí đại lượng thời gian. Mà một biện pháp khác, chính là Lạc Hồng hiện tại dùng để một đạo pháp tắc chi lực mạnh hơn, chấn áp lại xung đột hai cái. Biện pháp này tuy đơn giản mà hữu hiệu, nhưng kết quả chính là Lạc Hồng dùng lục phẩm linh tài luyện chế ra bát phẩm tiên khí. Cái này ở trong mắt một luyện khí sư quả thực chính là sỉ nhục. Tuy mùi vị của máu đại gia hỏa kia không tệ, nhưng mỗi lần A Tử uống xong đều chóng mặt, rất muốn ngủ, cho nên bây giờ còn thừa lại không ít. Giọng nói của A Tử kéo Lạc Hồng đang thất thần trở lại. Thôi, trước tiên cứ như vậy đi, sau đó lại nghĩ biện pháp học thuật luyện khí của tiên giới. Chờ đến Hắc Sơn tiên vực, cũng không cần ngươi hộ pháp bên ngoài, ngươi có thể một hơi uống no bụng. Máu độc mà Lạc Hồng nói đương nhiên cũng đến từ Thái Ất Sa Thú Vương, thứ này đối với A Tử mà nói tương đương với linh đan diệu dược. Chủ nhân, lần này A Tử tới đây là để nói cho ngươi biết thương đội đã dừng tiến vào tình huống này. Nhớ tới chính sự, A Tử vội vàng bẩm báo. Thương đội dừng lại, chẳng lẽ đã đến Hắc Sơn tiên vực? Không đúng, hẳn là còn kém mấy năm mới đúng a. Lạc Hồng bấm ngón tay tính toán, liền ý thức được chuyện có thể cũng không đơn giản. Vì vậy, hắn liền đánh ra một đạo pháp quyết vào tinh hạch màu vàng đất, khiến cho sa mạc dưới chân hắn hóa thành một vòi rồng cát vàng to lớn. Sau đó trong mấy hơi thở ngưng tụ thành một viên sa châu màu vàng to bằng nắm đấm. Đây là địa tạng pháp luân sau khi trọng luyện, bởi vì Lạc Hồng đối với nó cũng không hài lòng, cho nên chỉ tùy tiện đặt tên là Hoàng Phong Châu. Đi, ra xem một chút. Thu hồi tiên khí, Lạc Hồng liền mang theo A Tử rời khỏi U Minh Động Thiên. Ngay sau đó, hắn lại thu hồi Kim Dương Nghịch Vũ Đại Trận, cũng thu dọn phòng ốc một phen, mới đi ra khoang thuyền. Đi tới boong tàu, Lạc Hồng tùy ý nhìn ra xa một chút, liền phát hiện mình còn đang ở trong man hoang giới vực, nhưng Kim Nguyên Thương Đội cũng quả thật đình chỉ tiến lên. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Cũng không thể, nơi đây cách Hắc Sơn Tiên Vực cũng không tính xa, mà Hắc Sơn Tiên Vực chính là trung hình tiên vực, tu sĩ Thái Ất tọa trấn cũng không chỉ có một vị. Tình huống ở đây có lẽ khá thấp, hay là vận may của ta lại kém. Quan sát một chút, Lạc Hồng cũng không nhìn ra manh mối gì, sau khi do dự một chút, đành phải liên lạc với Tống Diêu Quang. Vừa vặn, Tống Diêu Quang hôm nay cũng không trực, liền mời Lạc Hồng đến gặp mặt nói chuyện. Với thân phận tuần tra tiên sứ, Lạc Hồng cũng không có gì phải chột dạ, rất nhanh dựa theo chỉ dẫn của Tống Diêu Quang, đi tới một tòa hoa lầu. Vừa mới vào trong lầu, Lạc Hồng đã ngửi thấy rất nhiều mùi hương lạ xông vào mũi, trong đó vừa có mùi thịt vừa có mùi thơm của rượu ngon. Bên trong từng tòa ngăn cách đều là tu sĩ chân tiên túm năm tụ ba, bọn họ hoặc là uống rượu mua vui, hoặc là ăn như gió cuốn, tất cả đều rất khoái hoạt. Xem ra là không có xảy ra đại sự gì. Rất hiển nhiên, lầu này chính là nơi tu sĩ chân tiên trở lên trên thuyền tổ chức yến hội. Nhìn bộ dáng ca múa mừng cảnh thái bình này, Lạc Hồng không khỏi an tâm không ít. Lên mấy lầu, sau khi đi vào tầng lầu mà tu sĩ kim tiên mới có thể tiến vào, Lạc Hồng rất nhanh tìm được Tống Diêu Quang. Bọn họ cũng đang tổ chức yến hội, nhưng nhân số cũng không nhiều, chỉ có một tiểu đội bọn họ,
6 kim tiền. Lạc Tuần Tra nhanh chóng nhập tọa, nhấm nháp một chút kim nguyên tiên tửu này, rượu này thế nhưng là. Vừa thấy Lạc Hồng, Tống Diêu Quang liền nhiệt tình hô, bộ dáng tùy tiện của nàng tuyệt không giống nữ tử, lại không làm người chán ghét. Chỉ là Lạc Hồng trong lòng đè nặng, cũng không có tâm tư uống rượu mua vui, vừa ngồi xuống liền ngắt lời nàng nói, Tống tiên tử, thật sự là có lỗi, ngươi cũng biết Lạc Mỗ có nhiệm vụ áp giải trọng phạm luân hồi điện trên người, cần mau chóng chạy về Hắc Sơn tiên vực. Cho nên ha ha, còn xin tiên tử trước giải thích một chút, vì sao thương đội của quý quốc lại đột nhiên dừng lại. Ai, Lạc Tuần Tra nói quá lời, nếu ta cũng có một lượng lớn thiện công trong người, cũng sẽ nghĩ mau chóng vào túi cho an. Còn chuyện thương đội dừng hành trình lại, Lạc Tuần Tra cũng không cần lo lắng, không phải con đường phía trước xảy ra vấn đề, cũng không phải thương đội gặp phiền toái. Mặc dù bị Lạc Hồng cắt ngang lời, nhưng Tống Diêu Quang cũng không tức giận, ngược lại rất lý giải nói. Đội trưởng, có phải anh biết cái gì không? Nơi này cũng không có người ngoài, ngươi cứ nói thẳng đi. Đúng vậy đội trưởng, rõ ràng chúng ta sắp tới Hắc Sơn tiên vực, vì sao đội buôn lại đứng ở nơi chim không thèm ị này? Những đội viên của Tống Diêu Quang tuy không lo lắng tình hình như Lạc Hồng, nhưng cũng tràn đầy nghi hoặc và tò mò. Thế là, đề tài này vừa được chọn, bọn họ liền thuận thế dò hỏi. Vậy được rồi, kỳ thật việc này không phức tạp như các ngươi nghĩ, chính là thương đội hôm qua nghênh đón mấy vị tiền bối Hắc Sơn tiên vực. Hơn phân nửa bọn họ có chuyện mua sắm muốn tìm ba vị chủ sự đại nhân thương nghị, hẳn là không đến mấy ngày nữa thương đội có thể một lần nữa lên đường. Chuyện này mặc dù không coi là bí ẩn gì, nhưng dù sao cũng là chuyện liên quan đến các tiền bối Thái Ất, cho nên các ngươi vẫn là không nên truyền ra ngoài thì tốt hơn. Tống Diêu Quang nghiêm túc dặn dò, thì ra chỉ là như vậy, Hắc Sơn tiên vực là muốn có động tác gì lớn sao? Còn cố ý chạy đến man hoang để chặn chúng ta. Một thanh niên kim tiên có chút thất vọng nói, hắn còn trông cậy vào có thể nghe được bí văn gì ghê gớm đây. Ai biết được, những tu sĩ tiên vực phía dưới đều là dạng này, từng cái đấu tới đấu lui, nào có an sinh kim nguyên tiên vực chúng ta. Một gã kim tiên khác không khỏi có chút cảm giác ưu việt. Nhưng Lạc Hồng nghe vậy lại âm thầm nhíu mày, nếu như chỉ là như vậy, vậy cũng không cần phải trì hoãn hành trình à. Có đại động tác hẳn là thật, nhưng theo ta thấy, tâm trong đó không phải tại Hắc Sơn tiên vực, mà là ngay tại nơi này. Ngay khi Lạc Hồng đang suy đoán, động tác rót rượu cho mình của Tống Diêu Quang đột nhiên dừng lại, ngay sau đó liền cầm lệnh bài đưa tin bên hông lên. Sau khi sửng sốt mấy hơi thở, Tống Diêu Quang nghiêm túc đứng dậy, nói với mọi người, Lý chủ, sự để tất cả tu sĩ kim tiên trên thuyền đều đi Kim Nguyên Điện hội hợp. Lạc Tuần Tra, trong đó cũng bao gồm ngươi. Không đợi Lạc Hồng hỏi, Tống Diêu Quang đã cố ý chỉ ra. Mọi người nghe vậy biểu tình trên mặt đều là trì trệ, bọn hắn mới vừa rồi còn đang nói sẽ không có đại sự phát sinh đâu, hiện tại xem ra quả thực chính là miệng quạ đen. Mệnh lệnh của tu sĩ Thái Ất không người nào dám cãi lời, Lạc Hồng cũng không muốn tùy ý bỏ qua thân phận tuần tra tiên sứ của mình. Thế là, vẻn vẹn nửa nén hương sau, bọn hắn liền cùng nhau đứng ở bên trong Kim Nguyên Điện. Nhưng so với lần đầu tiên Lạc Hồng đến thì lần này có vẻ náo nhiệt hơn rất nhiều. Bao gồm cả Lạc Hồng, hiện tại có trọn vẹn 32 tên kim tiên hội tụ ở đây. Trong 32 tên kim tiên này, có 18 người đều là hộ vệ kim tiên của Kim Nguyên Cự Chu. 12 người là những kim tiên trấn thủ những linh chu cỡ trung kia, còn có một người đi nhờ như Lạc Hồng. Nói cách khác, vị lý chủ sự kia lần này tập kết tất cả tu sĩ kim tiên dưới tay mình. Không hề nghi ngờ, hắn đây là muốn làm đại sự tình. Lúc này, lý chủ sự vẫn là một thân áo bào xanh rộng thùng thình, trên bàn trước mặt cũng vẫn lộn xộn như cũ. Khác biệt duy nhất chính là bên cạnh hắn đứng một vị nam tử trung niên mặc giáp đen, khuôn mặt cương nghị. Người này phát ra khí tức đã đạt đến Thái Ất trung kỳ, chính là tồn tại tu vi cao nhất mà Lạc Hồng gặp được từ hôm nay đến nay. Thấy người đã tới đủ, lý chủ sự lúc này thi pháp mở ra cấm chế đại điện, sau đó liền mở miệng nói, chư vị, vị này là cung chủ Nhiếp Sùng Cương của Hắc Sơn Tiên Cung, hôm nay để các ngươi tới, chính là Nhiếp cung chủ có việc muốn nhờ, cần chúng ta viện thủ. Đương nhiên, Lý Mỗ mặc dù cùng Vương Đạo Hữu và Ma Đạo Hữu đáp ứng thuận tiện này, nhưng dù sao đây cũng là nhiệm vụ ngoài thương đội, các ngươi có thể tự quyết định tham dự hoặc là không tham dự. Nhiếp cung chủ, ngươi tự mình giới thiệu một chút tình huống cho bọn hắn đi. Cung chủ Hắc Sơn Tiên Cung, khá lắm, vậy không phải là lãnh đạo lớn của ta sao? Ta đây còn chưa tới Hắc Sơn Tiên Vực, liền gặp được cung chủ lệ thuộc trực tiếp,
cái này tế ngộ thật đúng là kỳ diệu. Nhưng cứ như vậy, lát nữa ta sẽ từ chối không được tốt cho lắm. Y theo Lạc Hồng nghĩ, hắn đương nhiên là không muốn tham gia vào loại này. Thái ất tu sĩ đều cần viện thủ khó giải quyết sự kiện bên trong đi, nhưng tựa hồ hiện thực tình huống không tới phiên hắn cự tuyệt. Các vị đồng liêu không cần lo lắng, bản tọa không phải muốn các ngươi xông pha chiến đấu, mà chỉ là muốn mượn lực lượng của các ngươi bố trí đại trận, phối hợp hành động bắt giữ hữu hảo của bản tọa cùng hai vị khác mà thôi. Nhiếp Sùng vừa lên, trước hết trấn an mọi người một câu, cho thấy không cần mọi người bất chấp nguy hiểm bao lớn. Chương 1956, bắt lôi thú. Cần, mấy vị tu sĩ Thái ất bắt giữ, chẳng lẽ là những tên điên luân hồi điện không muốn sống kia? Đội trưởng, nếu thật sự là những người điên luân hồi điện kia, ta thấy chúng ta hay là thôi đi, cứ nghe thêm một chút. Tống Diêu Quang tuy rằng cũng hiểu được việc này thập phần nguy hiểm, nhưng hiện tại nàng nhu cầu cấp bách là thiện công đổi lấy tài nguyên đột phá Thái ất cảnh, cho nên vẫn quyết định nghe một chút. Các ngươi không cần đoán mò, nếu đối phó người luân hồi điện, chúng ta há có thể lâm thời tìm các ngươi giúp đỡ. Lần này muốn bắt, chính là một đầu lôi thú Thái ất trung kỳ. Súc sinh này trước đây nhiều lần tập sát liệp hoang tu sĩ Hắc Sơn tiên vực ta, phạm phải từng chồng huyết án. Mà lần này lại là thiên đạo tuần hoàn tốt, trong tay cổ đạo hữu ở Hắc Giáp Lâu vừa vặn có một viên lôi nguyên châu, lúc này mới vô tình dò xét được nơi con súc sinh kia đang giấu. Nhưng bởi vì ba người chúng ta nguyên bản chỉ là kết bạn đến man hoang tìm một vị tiên dược, cũng không mang theo môn nhân đệ tử. Mà lôi thú thiên lôi độn thuật kia lại thập phần khó giải quyết, cho nên mới không thể không làm phiền Lý đạo hữu bọn họ châm trước một chút. Để mọi người nghị luận trong chốc lát, Nhiếp Sùng Cương liền nói ra đại khái tình huống. Nguyên lai là Thái ất lôi thú, đó đích thật là tồn tại rất khó bắt, trách không được Nhiếp cung chủ cần nhiều người như vậy giúp đỡ. Chỉ là bày trận, nguy hiểm hẳn là không lớn. Đội trưởng, chúng ta có nên đi hay không? Sáu người Tống Diêu Quang nghe vậy liền thương nghị nội bộ, nhìn có chút động tâm. Mà Lạc Hồng giờ phút này trong lòng cũng hơi động, thầm nghĩ, tông môn có được mệnh nguyên công kia không phải là Hắc Giáp Lâu sao, đây cũng là một cơ hội tốt để móc nối quan hệ. Hỏi ý kiến các đội viên xong, Tống Diêu Quang tiến lên một bước, chắp tay nói với Nhiếp Sùng Cương, Nhiếp cung chủ, xin hỏi ngươi dự định để cho chúng ta bố trí loại trận pháp nào? Nếu như hành động bắt giữ vô ý thất bại, thì nên làm như thế nào? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trong điện đều yên tĩnh lại, một là vì tu vi của Tống Diêu Quang đứng đầu, hai là bọn họ cũng rất quan tâm hai vấn đề này. Đại trận đến từ tiên tử minh tĩnh của Cẩm Tú Lâu, kỳ danh Đại Mộng Phồn Hoa Trận, cần 108 vị tu sĩ đồng thời bày trận. Chỉ cần tu vi một nửa tu sĩ đạt tới kim tiên trở lên, trận này liền có thể phát huy ra uy năng Thái ất. Nguyên thần chính là nhược điểm của lôi thú, đến lúc đó đại trận cùng một chỗ, nhất định có thể mê hoặc được nó không phân biệt phương vị. Chỉ có thể ở trong trận chuyển loạn, bị ba người chúng ta bắt được đó là chuyện sớm muộn gì. Nhiếp Sùng Cương nói xong 10 phần tin tưởng kế hoạch của họ, đợi mọi người tiêu hóa xong mới trả lời câu hỏi thứ hai của Tống Diêu Quang. Đương nhiên, bố trí hoàn mỹ nữa cũng có khả năng gặp chuyện ngoài ý muốn, nhưng dù vậy, ba người chúng ta cũng sẽ không để các ngươi bận rộn một hồi uổng công. Cho nên, nếu như thành công bắt được Thái ất lôi thú kia, phàm là kim tiên tham dự, mỗi người đều có thể thu hoạch được 500 thiện công. Mà nếu như bất hạnh thất bại, mỗi người các ngươi cũng có thể thu hoạch được 200 thiện công. 200 thiện công, vậy cũng không ít. Lúc trước chúng ta tử thủ thuyền lớn không lùi, cuối cùng cũng chỉ là ban thưởng số này. Nghe lời ấy, kim tiên trong điện cũng không khỏi kích động lên. Thiện công trên thiên đình ngọc sách đổi được đồ vật khan hiếm vô cùng, chỉ cần có đủ nhiều, bình cảnh phía dưới đại la đều có thể tùy tiện đột phá. Vãn bối Vũ Văn Tụng, nguyện dốc sức vì tiền bối, vãn bối cũng nguyện ý. Bởi vì cái gọi là có trọng thưởng tất có dũng phu, chớ nói chi nhiệm vụ này thoạt nhìn cũng không nguy hiểm gì. Vì vậy ngoại trừ hai vị kim tiên tu luyện vừa vặn gặp phải vấn đề, không nên xuất thủ, tất cả mọi người trong điện quyết định tham dự vào nhiệm vụ lần này. Bởi vì phải trở về chuẩn bị một phen, cho nên rất nhanh trong đại điện chỉ còn lại một mình Lạc Hồng. Cũng không phải hắn muốn làm cái gì đặc thù, chỉ là hắn thân là tuần tra tiên sứ Hắc Sơn tiên vực, khẳng định phải đi bái kiến Nhiếp Sùng Cương một chút. Thuộc hạ Lạc Hồng, chính là tuần tra tiên sứ mới tấn chức của Hắc Sơn tiên cung, bái kiến cung chủ đại nhân. Lạc Hồng cung kính hành lễ nói, tôn hộ pháp của ngươi đã nói với bản cung chủ,
nhiệm vụ lần trước của ngươi hoàn thành không tệ. Nghe nói lần này ngươi lại bắt một tên nghịch tặc luân hồi điện, thả ra cho ta xem. Nhiếp Sùng Cương sớm thông qua Lý chủ sự biết Lạc Hồng tồn tại, cho nên giờ phút này không có nửa phần kinh ngạc nói. Vâng, chỉ đáp một tiếng đơn giản, Lạc Hồng liền thi pháp đem Bách Lý Viêm từ trong U Minh Động Thiên dịch chuyển ra ngoài. Lập tức, chân thân trúc long của Bách Lý Viêm gần như đã lấp kín cả tòa đại điện. Lạc. Bách Lý Viêm vốn đang ngủ, giờ phút này cảm ứng được khí tức hai tu sĩ Thái Ất đột nhiên bừng tỉnh. Bách Lý Viêm. Lúc này ngươi đáng chết rồi, vị này chính là Nhiếp cung chủ Hắc Sơn Tiên Cung, những đồng đảng kia của ngươi không còn có cơ hội. Bách Lý Viêm vừa muốn mở miệng, Lạc Hồng liền lớn tiếng cắt đứt, tựa như cùng hắn có thâm cừu đại hận gì đó. Thì ra là thế, ngươi đã đến Hắc Sơn Tiên Vực, xem ra bọn Hô Ngôn đã thất bại. Trong lòng Bách Lý Viêm hơi động, lúc này vẻ mặt y sa sút. Ha ha, nghiệp hỏa kiếp tiên, còn là một tên tặc tử nổi danh trên Chu Tiên bảng. Lạc tuần tra, lần này coi như ngươi lập được đại công, một đường hộ tống vất vả, ngươi phải rời khỏi nhiệm vụ lần này, nghỉ ngơi một chút. Nhiếp Sùng Cương cũng là cung chủ tiên cung từ phía dưới bò lên, đương nhiên rõ ràng rất nhiều thời điểm người phía dưới sẽ vì biểu hiện mà miễn cưỡng chính mình. Hiệu lực vì thiên đình, thuộc hạ không dám nói mệt. Hơn nữa mấy năm nay thuộc hạ mượn nhờ uy danh của Kim Nguyên Thương đội, cũng quả thật không gặp phải tập kích gì, cho nên không cần nghỉ ngơi. Lạc Hồng lập tức cung kính trả lời, bộ dáng muốn cúc cung tận tụy vì thiên đình. Cũng tốt, dù sao thiện công là như thế nào cũng không ngại nhiều. Bản cung chủ đã mang tên nghịch tặc luân hồi điện này đi, chờ trở về tiên cung, kiểm tra rõ ràng chính thân, ngươi liền có thể đạt được ban thưởng thiện công tương ứng. Nói xong, Nhiếp Sùng Cương liền thi pháp thu Bách Lý Viêm vào trong một cái túi gia thú. Ngoại trừ thiện công ra, thuộc hạ còn có một yêu cầu quá đáng, hy vọng cung chủ có thể hỗ trợ. Lạc Hồng nắm lấy thời cơ nói, xem, chỉ cần không quá phiền phức, bản cung chủ đều có thể đáp ứng ngươi. Tâm tình Nhiếp Sùng Cương rất tốt, dù sao bắt được một nghịch tặc luân hồi điện, đối với cung chủ như hắn cũng rất có lợi. Bẩm cung chủ, thuộc hạ trước đây dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được tầng thứ nhất công pháp Mệnh Nguyên Công, đến nay đã tu luyện đến đại thành. Cho nên hiện tại hy vọng có thể đạt được công pháp tiếp sau, không biết cung chủ có phương pháp nào không? Lạc Hồng cũng không che giấu, nói trắng ra Mệnh Nguyên Công chính là một môn bí thuật tu luyện tiên khí bản mệnh, cho dù là Lạc Hồng, cũng chỉ có thể sau khi nghịch luyện mới có tác dụng lớn. Bản cung chủ nói là việc khó gì, kết quả cũng chỉ là việc này. Tiểu tử ngươi vừa rồi nghe được trong đám người kết bạn với bản cung chủ có đạo hữu Hắc Giáp Lâu mới có chuyện này. Ha ha, đúng là chọn thời cơ không tệ. Thôi được, bản cung chủ đợi lát nữa sẽ nói với cổ đạo hữu một câu. Nhưng ngươi cần phải hiểu rõ, bí thuật tông môn bực này vô luận là phẩm giai gì, đều không thể khinh truyền. Nhiếp Sùng Cương đầu tiên là sảng khoái đáp ứng, sau đó nghiêm túc nhắc nhở. Đa tạ cung chủ thành toàn, thuộc hạ cáo từ. Lạc Hồng không vì thái độ hời hợt của Nhiếp Sùng Cương mà cảm thấy mình thua thiệt. Phải biết rằng, mặc dù Mệnh Nguyên Công không phải là bí thuật đỉnh cấp gì, nhưng Hắc Giáp Lâu cũng tuyệt đối không thể không có tin tức gì truyền ra ngoài. Mặc dù Lạc Hồng vẫn phải trả giá đắt để đổi lấy bí thuật, nhưng cục diện này tốt hơn gấp trăm lần so với lúc trước. Sau khi rời khỏi đại điện, trên mặt Lạc Hồng nhịn không được hiện ra tiêu ý, không khỏi thấp giọng lẩm bẩm. Không ngờ sự tình thuận lợi như vậy, lúc này còn chưa tới Hắc Sơn Tiên Vực, một trong những mục đích chủ yếu đã đạt thành một nửa. Lạc tiểu tử, ngươi đừng quá đắc ý, Thái Ất Lôi thú kia há dễ đối phó. Nếu như cung chủ kia của ngươi bắt không được, ngược lại chết dưới nanh vuốt lôi thú, vậy ngươi coi như giỏ trúc múc nước công dã tràng. Ngân tiên tử đúng lúc nhắc nhở. Lạc Hồng hiện tại đã giao Bách Lý Viêm ra, nếu Nhiếp Sùng Cương xảy ra vấn đề, đừng nói lời hứa hẹn vừa rồi, một lượng lớn thiện công kia cũng phải ngâm nước nóng. Ách xác thực, cái này quá thuận, ngược lại làm cho ta có chút bất an. Nhưng mà, bọn họ bắt, lôi thú cũng chỉ là tạm thời nảy lòng tham, khả năng gặp phải mai phục ngược lại là không lớn. Cẩn thận một chút, hẳn là không có vấn đề. Chuyện tốt dễ dàng đạt được mục đích đã rất nhiều năm không xuất hiện trên người Lạc Hồng, cho nên sau hưng phấn ban đầu, hắn lập tức liền nhấc lên cảnh giác. Nhưng tình huống xấu nhất cũng chỉ tổn thất một khoản ngoại tài. Bằng không gian pháp trận hắn lưu lại trên Kim Nguyên Cự Chu, thấy tình thế không ổn, bảo trụ tính mệnh mình không khó làm được. Nửa ngày sau, tất cả tu sĩ tham dự nhiệm vụ liền đi tới chỗ Trung ương Thương đội tập hợp. Lạc Hồng đưa mắt nhìn qua,
liền thấy có khoảng chừng 90 vị tu sĩ kim tiên. Dựa theo cách nói của Nhiếp Sùng Cương, sau khi bọn họ bày trận, uy năng đại trận sẽ đuổi sát Thái Ất trung kỳ. Chỉ là quấy nhiễu phương hướng cảm giác của Thái Ất lôi thú kia, tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Trước mặt mọi người là Nhiếp Sùng Cương đang cùng hai gã Thái Ất tu sĩ khác phi độn. Hai người này một trái một phải, phân biệt phi độn ở hai bên Nhiếp Sùng Cương. Vị bên trái mặc một bộ kim lân giáp y, thân hình có chút khôi ngô, khí tức đã đạt đến Thái Ất sơ kỳ đỉnh phong, chính là Cổ Phương Thông của Hắc Giáp Lâu. Mà vị bên phải kia thì tu vi yếu hơn một chút, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, tướng mạo xinh đẹp động lòng người. Người mặc váy tiên màu sắc rực rỡ, phía sau còn có một đôi cánh huyễn ảo giống như do cánh hoa tạo thành. Nàng chính là tiên tử Minh Tĩnh của Cẩm Tú Lâu, một cái nhăn mày một nụ cười đều có chút câu dẫn người, để một đám nam tu kim tiên cũng không dám nhìn nhiều. Tiên tử, còn xin giao trận kỳ cho những tiểu bối này, để cho bọn họ nhanh chóng quen thuộc trận pháp. Thấy người đã đến đông đủ, Nhiếp Sùng Cương liền mỉm cười hướng Minh Tĩnh tiên tử nói. Đúng vậy, con lôi thú kia tùy thời có thể rời khỏi nơi đó, chúng ta nhất định phải nhanh chóng động thủ. Một bên khác, Cổ Phương Thông thô lỗ thúc giục. Cũng không trách hắn vội vàng, chỉ vì lần này nếu có thể bắt được lôi thú, chủ yếu là Hắc Giáp Lâu bọn họ được lợi. Tại tiên giới, thanh danh Hắc Giáp Lâu bọn hắn mặc dù kém xa Bách Tạo Sơn, nhưng tại Hắc Sơn Tiên Vực cũng là tông môn luyện khí tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng lúc tiên khí nhập phẩm luyện thành cũng sẽ giống như đạo đan, dẫn động pháp tắc thiên địa, đưa tới lôi kiếp đáng sợ. Mà Hắc Giáp Lâu bọn họ lại hoàn toàn thiếu thủ đoạn thượng giai chống đỡ lôi kiếp, khiến cho nhập phẩm tiên khí mà tông môn luyện chế ra có nhiều cái đã thất bại trong gang tấc, bị lôi kiếp hủy đi. Cũng may bây giờ xuất hiện chuyển cơ, lôi thú vốn là kỳ thú do thiên địa dựng dục ra từ lôi đình, năng lực chống đỡ lôi kiếp rất mạnh. Nếu có thể bắt sống, mang về Hắc Giáp Lâu, vậy sau này bọn họ cơ bản không cần sợ tiên khí bị lôi kiếp hủy. Ha ha, Cổ đạo hữu đừng thúc giục, việc này không thể gấp được, trước hết để cho bọn họ hoàn toàn quen thuộc Đại Mộng Phồn Hoa trận, chúng ta sau khi động thủ mới có 10 phần nắm chắc. Minh Tĩnh cũng là tông môn tu tiên uy tín lâu năm ở Hắc Sơn Tiên Vực, đương nhiên biết rõ tầm quan trọng của một con lôi thú Thái Ất đối với Hắc Giáp Lâu. Mà nàng cũng nguyện ý thuận nước đẩy thuyền, dù sao Phương Thông cũng đã hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt với nàng và Cẩm Tú Lâu. Đại Mộng Phồn Hoa trận này của ta tuy không có yêu cầu gì với người bày trận, nhưng ba lá cờ chủ trong đó vẫn là tu sĩ tinh thông huyễn đạo tốt nhất nắm giữ. Trong các ngươi, có ai tự xưng là người có năng lực xuất chúng ở phương diện này không? Trong khi nói chuyện, Minh Tĩnh duỗi ngọc thủ ra trước người nhẹ nhàng đẩy một cái, từng trận kỳ theo đồ án linh hoa khác nhau bỗng nhiên xuất hiện. Những trận kỳ này tổng cộng có 108 cán, chính hợp số lượng mọi người, mà trong đó có 3 cán trận kỳ rõ ràng lớn hơn một vòng, khí tức cũng càng cường thịnh hơn. Bạch Liên, Hắc Liên, Huyết Liên, đây là đang đối ứng tinh khí thần Tam Bảo, mà đây cũng là cơ sở cấu trúc ra ảo cảnh chân thật. Chẳng trách tu sĩ nắm giữ 3 mặt trận kỳ này tốt nhất là tinh thông huyễn đạo. Dù sao một khi 3 mặt trận kỳ này xảy ra vấn đề, thế giới huyễn thuật do đại trận tạo ra sẽ bị ảnh hưởng đến căn cơ. Tâm niệm vừa động, Lạc Hồng không khỏi do dự. Từ biểu tình của 3 người này có thể nhìn ra được, Cổ Phương Thông chính là người vội vàng nhất, muốn lôi thú kia đối với Hắc Giáp Lâu vô cùng quan trọng. Nếu như mình có thể biểu hiện trong hành động bắt giữ một phen, sau đó đòi hỏi mệnh nguyên công, nhất định có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Hơn nữa, đóa huyết liên kia cũng có chút ý tứ. Những người còn lại cũng đưa mắt nhìn nhau, cho dù bản thân tu luyện huyễn đạo, lập tức cũng không nhịn được mà chần chừ bất định. Dù sao, một khi xảy ra vấn đề, chính là đồng thời đắc tội 3 vị tu sĩ Thái Ất, trong đó một vị là cung chủ tiên cung, ngày sau khẳng định không dễ chịu. Người nắm giữ chủ kỳ, bất kể thành bại, sau này đều có thể thu hoạch được thiện công tăng gấp bội. Nhiếp Sùng Cương thấy nhiều tình huống sợ làm nhiều sai nhiều, lập tức thuần thục ứng đối. Nghe lời ấy, ánh mắt mọi người vốn còn đang do dự đều sáng lên, rất nhanh liền bay ra 8 người tự tiến cử. Lạc Hồng suy nghĩ một chút, cảm thấy mệnh nguyên công đối với mình thật sự trọng yếu, cho nên hắn phải toàn lực ứng phó mới được, vì vậy cũng phi độn đi ra. Lạc Tuần Tra, ngươi cũng tinh thông huyễn đạo. Tống Diêu Quang ở trong 8 người đó, giờ phút này thấy Lạc Hồng phi độn đến, không khỏi kinh ngạc nói. Bởi vì Lạc Hồng lúc trước giới thiệu mình, chỉ nói mình tu luyện chân lôi pháp tắc. Lạc Mỗ cũng chỉ hiểu sơ một hai. Lạc Hồng thuận miệng lừa gạt nói. Chủ trận kỳ chỉ có 3 mặt,
lần này xuống 9 người, tất nhiên là phải chọn lựa một phen. Mà Minh Tĩnh đối với việc này hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị, tiện tay liền ném ra 9 cái cẩm đái tú cầu, sau đó hướng bọn người Lạc Hồng nói, trong tú cầu linh lung có một tòa không gian ảo thuật, các ngươi cùng nhau tiến vào trong đó, 3 người đi ra đầu tiên, liền có thể chấp trưởng chủ kỳ. Nhưng Lạc Hồng vừa nhìn thấy những tú cầu này liền hơi sững sờ, chợt cảm thấy vô cùng quen thuộc. Khá lắm, đây không phải là Huyền Thiên Linh bảo ta đưa cho Giao Nhi sao? Ta nhớ là từ lúc đó, cẩm tú lâu này không phải là thế lực luân hồi điện chứ? Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1957, Nguyên Tử Sư. Lúc ở Quảng Hàn giới, Lạc Hồng từng ở trong một di tích lấy được một kiện Huyền Thiên Linh bảo bị tàn phá, sau khi chữa trị xong, liền tặng cho Nguyên Giao tu luyện Thiên Quỷ Đạo. Bảo vật này không rõ lai lịch, nhưng ở phụ cận vách đá có khắc luyện thần thuật, điều này không thể không khiến Lạc Hồng sinh ra một ít liên tưởng. Bất quá nghĩ đến tác phong luân hồi điện, cho dù hắn suy đoán không sai, tu sĩ trong cẩm tú lâu này cũng chưa chắc đều là thành viên của hắn. Nhưng nếu như vị Minh Tĩnh tiên tử này vừa lúc chính là Lạc Tiểu Hữu, Minh Tĩnh vừa hỏi mọi người có chuẩn bị tốt hay không, những người còn lại đều đáp lại, duy chỉ có Lạc Hồng còn kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cẩm đái tú cầu, không khỏi gọi một tiếng. Ách, vãn bối ở đây. Lạc Hồng vội vàng hoàn hồn, chắp tay đáp. Tiểu Hữu tựa hồ cảm thấy hứng thú đối với tú cầu của ta, trước đây đã gặp qua chưa? Minh Tĩnh giờ phút này cũng không có tức giận, mà là ngữ khí ôn hòa hỏi thăm. Bẩm tiền bối, vãn bối chính là tu sĩ phi thăng từ hạ giới, trước đây từng đưa một bảo vật tương tự như đạo lữ. Bây giờ nhìn thấy, không khỏi thấy vật nhớ người, để tiền bối chê cười. Lạc Hồng lúc này nửa thật nửa giả nói, ha ha, không ngờ tiểu hữu vẫn là một hạt giống si tình. Bất quá ngươi cũng không cần tưởng niệm quá nặng, ngươi làm tuần tra tiên sứ có quyền lợi hạ giới chấp pháp. Đến lúc đó để Nhiếp cung chủ mở cửa sau cho ngươi, tự nhiên có thể để ngươi cùng kiều thê nhà mình gặp gỡ. Minh Tĩnh nghe vậy lập tức che miệng cười duyên, trả lại Lạc Hồng một chú ý. Khụ khụ, tiên tử nói lời ấy sai rồi. Tiên nhân không thể tùy ý hạ giới, coi như Nhiếp mẫu thân là cung chủ, cũng không thể an bài lung tung. Nhiếp Sùng Cương nghiêm trang nói, nếu Nhiếp cung chủ đã nói như vậy, vậy liền coi là như vậy đi. Được rồi, xin tiểu hữu tập trung tinh thần, nếu còn không bắt đầu kiểm tra, cổ đạo hữu sẽ nổi giận. Thần sắc suy nghĩ, Minh Tĩnh liền bấm một cái pháp quyết, đồng thời thúc giục 9 cái đai cẩm tú cầu, biến thành 9 quang đoàn màu sắc rực rỡ lớn mấy trượng. Bắt đầu tính giờ. Vừa dứt lời, 9 người Lạc Hồng liền tự mình trốn vào bên trong quang đoàn màu sắc rực rỡ gần mình nhất. Các ngươi nói ai có thể là người đầu tiên đi ra? Vậy còn cần đoán, khẳng định là đội trưởng Tống. Đây là vì sao? Đội trưởng Tống tu luyện cũng không phải huyễn đạo pháp tắc à? Cái này ngươi cũng không biết. Đội trưởng Tống tuy rằng không có tu luyện huyễn đạo pháp tắc, nhưng hắn có một môn thần thông huyễn âm, có chút lợi hại. Càng quan trọng hơn là tu vi của nàng cao nhất, tự nhiên chiếm tiện nghi lớn. Mau nhìn, có động tĩnh. Nhanh vậy à? Trong lúc mọi người đang hào hứng bừng bừng nghị luận, một quang đoàn màu sắc rực rỡ trong đó bỗng nhiên rung động mạnh. Sau một khắc, Lạc Hồng từ trong đó bay ra, thân sắc trên mặt nhẹ nhàng thoải mái, phảng phất cũng chỉ là xuyên qua một cánh cửa bình thường. Rất tốt. Minh Tĩnh thấy thế hài lòng điểm một cái về phía Lạc Hồng. Thân sắc của Phương Thông sau lưng hắn cũng không nhịn được dịu xuống, dù sao Lạc Hồng tuy lãng phí một ít thời gian, nhưng có tạo nghệ huyễn đạo như thế, nhất định có thể tạo được trợ giúp rất lớn đối với việc bày trận. Lạc Hồng hướng về phía Minh Tĩnh thi lễ một cái, liền phi độn qua một bên. Không phải hắn không muốn giấu dốt, mà là không gian ảo thuật này vẻn vẹn dùng tiên khí thượng giai ngưng tụ ra, thực sự quá gầy yếu. Hắn chỉ thoáng mở ra huyễn thế tinh đồng, không gian ảo thuật liền cơ hồ muốn sụp đổ ra. Làm ra động tĩnh lớn như vậy, lại vẫn như cũ ở lại trong không gian ảo thuật, hiển nhiên càng thêm khả nghi. Cho nên, Lạc Hồng dứt khoát biểu hiện một phen, vững vàng cầm được một cờ. Hơn 10 hơi thở sau, lại có một quang đoàn màu sắc rực rỡ xuất hiện biến hóa. Bề mặt đột nhiên chấn động nhiều mũi nhọn hoắt, như bong bóng vỡ tan, để lộ Tống Diêu Quang. Vừa hiện thân, Tống Diêu Quang lập tức nhìn bốn phía, phát hiện ở đây chỉ còn lại 7 quang đoàn màu sắc rực rỡ, không khỏi giật mình. Ánh mắt đảo qua,
nàng rất nhanh thấy được Lạc Hồng đang phi độn ở một bên. Ngươi cũng không tệ, đi qua đi. Minh Tĩnh lập tức phân phó Tống Diêu Quang một tiếng, để nàng bay đến chỗ Lạc Hồng. Lạc tuần tra, đây là hiểu sơ qua ngươi nói sao? Tống Diêu Quang tuy có chút kinh nghi, nhưng không có bất kỳ bất mãn nào, dù sao thứ nhất và thứ hai cũng không khác nhau thực chất. May mắn mà thôi, Lạc Hồng cười trả lời. Tống Diêu Quang nghe vậy suýt nữa trợn trắng mắt, nếu nàng lại tin tưởng Lạc Hồng, nguyên thần của nàng cũng có thể vứt bỏ. Lại qua chừng 10 tức, quang đoàn màu sắc rực rỡ thứ ba cũng vỡ vụn ra, lộ ra một vị tu sĩ kim tiên hậu kỳ khác. Đến tận đây, ba vị trí đầu thuận lợi xuất hiện. Minh Tĩnh thấy vậy cũng không lãng phí thời gian nữa, thi pháp giải khai không gian ảo thuật còn lại, thần niệm vừa động liền thu 9 cái đai cẩm tú cầu vào. Ba người các ngươi tự chọn một cây trận kỳ, sau đó có thể dốc lòng tìm hiểu phương pháp bày trận. Tay ngọc vung lên, Minh Tĩnh liền lấy ra hơn 100 miếng ngọc giản, để chúng nó cùng trận kỳ bay về phía mọi người. Lạc Hồng cách không một chảo, liền thu huyết liên kỳ vào trong tay, đồng thời tiếp nhận một ngọc giản, nhanh chóng xem qua một lần. Phương pháp bày trận đại mộng phồn hoa trận này thập phần đơn giản, chỉ cần có đủ tu sĩ quán chú tiên nguyên lực vào trận kỳ, đồng thời lấy phương vị đặc thù sắp xếp ra trận hình là được. Nhưng muốn cho đại trận phát huy ra uy năng lớn nhất, nhất định phải để tu sĩ bày trận quen thuộc đủ loại biến hóa của nó. Vậy cần phối hợp ăn ý. Cũng may nhiệm vụ của mọi người chỉ là vây khốn con thái ất lôi thú kia, biến hóa cần nắm giữ chỉ có một thành. Thế là, vẻn vẹn diễn luyện 3 ngày 3 đêm, đám người liền đã đạt đến trình độ hợp cách. Không để mọi người nghỉ ngơi chốc lát, Nhiếp Sùng Cương lập tức tuyên bố xuất phát. Lúc này, mọi người liền leo lên một chiếc linh thuyền màu xanh do Phương Thông tế ra, được hắn chở đi cực nhanh về hướng chính bắc. Hy vọng hết thảy thuận lợi, ba người Lý chủ sự đứng trên boong thuyền nhìn theo mọi người đi xa. Ba người bọn họ bởi vì muốn trấn thủ Kim Nguyên Cự Chu, mà thương đội cũng không có khả năng vô thanh vô tức tới gần thái ất lôi thú kia, cho nên chỉ có thể lưu lại. Liên tiếp phi độn hơn 10 ngày, Lạc Hồng đang cùng mọi người ngồi xếp bằng trong khoang thuyền đột nhiên cảm giác được tốc độ phi hành của Linh Chu giảm xuống rất nhiều. Liền mở mắt, vừa vặn nhìn thấy Tống Diêu Quang đối diện cũng đã kết thúc vận công. Hai người khẽ gật đầu, liền nghe Nhiếp Sùng Cương truyền âm nói, nơi đây đã gần chỗ xúc sinh kia ẩn thân, các ngươi lập tức dựa theo kế hoạch xuống thuyền. Lạc Hồng nghe vậy trực tiếp đứng dậy, đi ra cửa khoang, đi tới trên boong tàu của linh thuyền màu xanh. Vừa ra tới, một mảnh phù văn liền từ boong tàu bơi tới bên ngoài thân Lạc Hồng, che đậy thân hình giống hệt bầu trời xung quanh. Chính vì vậy linh thuyền có thần thông ẩn nấp rất mạnh, ba người Nhiếp Sùng Cương mới nắm chắc đưa một đám kim tiên vào phạm vi bày trận. Rất nhanh, 36 tu sĩ bao gồm cả Lạc Hồng đều đi tới trên boong tàu. Cầm lấy, rõ ràng nên làm như thế nào sao? Nhiếp Sùng Cương đã sớm chờ ở đây, thấy mọi người đến đông đủ, liền ném ra một viên bảo châu màu trắng về phía Lạc Hồng, hỏi. Mượn nhờ Nhàn Vân Châu ẩn tàng khí tức, chỉ chờ cung chủ đại nhân cùng hai vị tiền bối hiện thân, liền lập tức bắt đầu bày trận. Lạc Hồng lập lại kế hoạch một lần nữa. Đi đi. Nhiếp Sùng Cương gật đầu nói. Mọi người nghe vậy đồng thời chắp tay thi lễ, bay khỏi linh chu màu xanh, bay xuống biển rừng rậm phía dưới. Trong nháy mắt khi mọi người rời khỏi linh thuyền, Lạc Hồng đã thôi động Nhàn Vân Châu, hóa thành một đám mây mù màu trắng, bao phủ mọi người vào trong. Không bao lâu, bọn người Lạc Hồng đã hạ xuống một đỉnh núi, âm thầm ẩn núp. Bởi vì linh thuyền màu xanh còn phải đi hai nơi khác, lấy phương thức giống nhau, cũng buông hai đội tu sĩ khác xuống, cho nên bọn họ phải ở đây chờ một hồi lâu. Lực lượng lôi đình nơi đây quả nhiên sinh động, dị thường, xem ra thái ất lôi thú kia thật sự ẩn thân ở đây không giả. Chỉ là những lực lượng lôi đình này lưu chuyển như thế nào khiến ta có loại cảm giác quen thuộc. Lạc Hồng thử cảm ứng một phen tiên linh khí trong thiên địa lưu động, tuy có chút phát hiện, lại bởi vì quá mức mơ hồ mà không cách nào làm ra phán đoán chuẩn xác. Nhưng đây cũng không tính là tình huống đặc biệt gì. Dù sao Lạc Hồng đi qua tu luyện tiên thể, chính là dùng một con lôi thú làm vật dẫn, lập tức có chút cảm giác quen thuộc cũng là bình thường. Ba canh giờ sau, thần thức Lạc Hồng chợt có nhận thức, quay đầu nhìn lại một chỗ chân trời, không bao lâu liền thấy ba đạo độn quang phi tốc lướt qua bầu trời. Các vị đạo hữu, theo ta bày trận. Lạc Hồng biết rõ đây là tín hiệu, lập tức thu hồi Nhàn Vân Châu, gọi một tiếng. Cùng lúc đó, ba người Nhiếp Sùng Cương đã phi độn đến một ngọn núi đá màu đen trụi lùi. Chỉ thấy,
Trên ngọn núi đá màu đen này có nhiều vết cháy do lôi đình đánh ra, vị trí thô sơ giản lược nhìn tựa như một đầu cự sư. Trừ cái đó ra, cũng không có chỗ kỳ lạ nào khác. Ha ha, chuyện cho tới bây giờ, xúc sinh này lại còn trông cậy vào có thể tránh thoát. Nhiếp cung chủ, kính xin ngươi xuất thủ, bức xúc sinh này hiện ra chân thân. Bố cục đã hoàn thành, lúc này Cổ Phương Thông có chút hưng phấn nói. Được, hai vị xem thủ đoạn của Nhiếp Mỗ. Nhiếp Sùng Cương nghe vậy cũng không chối từ, giơ tay đánh ra một chưởng. Lập tức, một cự chưởng ngàn trượng do cuồng phong màu đen tạo thành hung hăng đánh tới núi đá màu đen. Thấy tình cảnh này, ngọn núi đá màu đen kia rốt cuộc cũng động đậy, chỉ thấy đỉnh núi giống như đầu cự sư kia bỗng nhiên gầm thét một tiếng. Cả ngọn núi đá màu đen liền sụp đổ, hóa thành một con thạch sư màu đen chân chính. Vừa hiện thân, chân phải của hắc sắc thạch sư liền hung hăng đạp xuống đất, làm cho vô số đất đá cây cối xung quanh đều lơ lửng trên không trung. Đồng thời, trên đỉnh đầu gã mây đen giăng đầy, đúng là khiến cho đại lượng tia chớp màu bạc đánh xuống. Những tia chớp màu bạc này chỉ cần vừa tiếp xúc với thân thể khổng lồ của thạch sư màu đen kia, liền sẽ trực tiếp chui vào, không thấy bóng dáng nữa. Sau một khắc, thạch sư màu đen há to miệng, phun ra một đạo lôi trụ màu bạc vô cùng to lớn, đánh về phía cự trưởng hắc phong kia. Nhưng uy năng cự trưởng hắc phong còn muốn tăng thêm 3 phần, lúc này ngạnh kháng lôi trụ màu bạc, liền vỗ vào trên đầu thạch sư màu đen. Gào. Chỉ nghe một tiếng gào thét phẫn nộ lại thống khổ, thạch sư màu đen bị lực lượng một trưởng này hất bay lên, đập ầm ầm lên một ngọn núi phụ cận, lập tức khiến cho nó sụp đổ hơn phân nửa. Nhưng Nhiếp Sùng Cương một kích đắc thủ lại chưa lộ ra ý cười, ngược lại nhíu mày, nhìn thấy Cổ Phương Thông đạo, Cổ đạo hữu, hình như đây không phải lôi thú, mà là một đầu nguyên tử sư. Cảm ứng được lôi nguyên châu là phụ cận có, lôi đình chi lực cấp bậc thái ất, nguyên tử sư này cũng phù hợp điều kiện. Minh Tĩnh tiên tử cũng lập tức phụ họa nói, làm sao có thể trùng hợp như vậy, ta không tin. Đối với Hắc Giáp Lâu mà nói, giá trị của một con nguyên tử sư căn bản không thể so sánh với một con lôi thú, mà Cổ Phương Thông vì triệu tập nhân thủ đã sớm trả giá rất nhiều. Những thứ này đều không thể thu hồi, nếu thật sự là náo loạn Ô Long, vậy tổn thất của Hắc Giáp Lâu lần này sẽ rất lớn. Vì vậy dứt lời, Phương Thông trực tiếp phi thân xuống, tế ra một thanh chiến đao màu đỏ, đại chiến với nguyên tử sư. Nhìn khí tức của nó, chuôi chiến đao màu đỏ rõ ràng là thất phẩm tiên khí, mỗi một đao chém ra đều có thể dẫn động lực lượng pháp tắc đáng sợ. Đánh cho nguyên tử sư kia liên tục bại lui, hòn đá màu đen tạo thành thân thể không ngừng chóc ra. Nhưng bởi vì nguyên tử sư có thể từ sâu trong lòng đất thu lấy hắc thạch mới, cho nên cục diện lúc này bày ra trạng thái giằng co. Ai, lần này chỉ sợ là đả kích không nhẹ đối với Cổ đạo hữu. Nhiếp Sùng Cương nhìn một màn này không khỏi thở dài một tiếng, Hắc Sơn Tiên Vực nếu có thể ra một tông môn luyện khí cường đại, đối với Hắc Sơn Tiên Cung mà nói cũng cực kỳ có lợi. Nhưng không ngờ, bọn họ chủ tính lâu như vậy, kết quả lại là một hồi vui vẻ. Bên kia, đám người Lạc Hồng đã bố trí hơn phân nửa đại trận. Lạc Hồng là tu sĩ chấp trưởng chủ trận kỳ, đã không cần phải phi độn khắp nơi, chỉ cần thủ tại chỗ là được. Cho nên, hắn trước tiên liền phát hiện tình huống không đúng, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Thật sự là nghĩ sai rồi sao? Nhưng loại cảm giác quen thuộc kia của ta là chuyện gì xảy ra? Chờ chút, ta nhớ rõ nguyên tử sư tuy có dẫn dắt lôi điện, nhưng thần thông lợi hại nhất hẳn là nguyên tử Nhiếp Linh Chân Quang mới đúng. Làm sao bị buộc đến mức này, cũng không thấy hắn thi triển. Hai thứ kết hợp, Lạc Hồng trong lòng nhất thời toát ra một phỏng đoán kinh người. Cung chủ đại nhân, chuyện gì? Nhiếp Sùng Cương kinh ngạc trả lời. Hắn không ngờ lúc này lại có thể nhận được truyền âm của Lạc Hồng. Thuộc hạ từng xem qua một quyển sách cổ, trên đó có ghi chép một số về lôi thú. Nói là con thú này nếu hóa thân thành lôi đình thì có thể điều khiển phần lớn kim trúc và nam châm, kính xin cổ tiền bối cẩn thận một chút. Cổ tịch mà Lạc Hồng nói đương nhiên chính là ở linh giới, từ trên người ngư chủ tiệm lấy được tờ kim lễ ngọc thư kia. Cái gì? Còn có chuyện như vậy? Lôi thú cực kỳ hiếm thấy, Nhiếp Sùng Cương đối với nó cũng không hoàn toàn hiểu rõ, nghe vậy trong lòng lập tức sinh ra cảm giác không ổn. Quả nhiên sau một khắc, chiến trường phía dưới liền xuất hiện dị biến. Xúc sinh, dám làm hại ta, chết đi cho ta. Toàn lực chém ra một đao, chiến đao màu đỏ lập tức hóa thành một lưỡi đao khổng lồ ngàn trượng, chém đầu sư tử đá màu đen thành hai nửa. Nhưng chỉ nghe một tiếng ầm ầm vang lên thật lớn, từ trong đá vụn đầy trời bắn ra vô số lôi đình màu xanh,
hóa thành một bàn tay lớn mang theo móng vuốt sắc bén, bắt lấy cổ Phương Thông. Không tốt! Minh Tĩnh tiên tử thấy thế lập tức kinh hãi, huyễn xí sau lưng chấn động, liền phồng ra một đạo hương phong óng ánh, cuốn về phía thạch sư màu đen kia. Nhưng viện thủ của nàng hiển nhiên không kịp, chỉ thấy cự thủ thanh lôi kia bỗng nhiên phát lực, vô số lôi đỉnh màu xanh liền bị một cỗ cự lực hung hăng rót vào trong thân thể của Phương Thông. A! À, lúc này Phương Thông kêu thảm thiết, miệng mũi cùng thất khiếu đồng thời bắn ra hồ quang điện màu xanh. Chương 1958, Cục Lôi Thú. Cửu Thiên Chát Đao. Ngay lúc nguy cấp này, một lưỡi đao hình trăng khuyết đen kịt phi tốc chém qua bàn tay thanh lôi khổng lồ kia, chặt đứt tận gốc nó từ chỗ cổ tay. Lôi đình nổ tung, lúc này cổ Phương Thông thoát khốn ra, độn quang lóe lên, đã đi tới bên ngoài mấy vạn trượng. Chỉ thấy, giờ phút này râu tóc hắn đều dựng đứng, toàn thân bốc lên khí nóng khét lẹt, trên bảo giáp kim lân hộ thể chẳng biết lúc nào đã nổi lên một con lôi kỳ lân dữ tợn hung ác. Đại lượng điện hồ màu xanh đang chen chúc tới lôi kỳ lân, khiến nó trở nên càng sinh động như thật. Lập tức lấy ra hai viên đan dược ăn vào, vẻ thống khổ trên mặt của Phương Thông trong nháy mắt liền dịu đi rất nhiều, lập tức hắn lại cười ha hả, ha ha ha, quả nhiên là lôi thú. Nhị vị đạo hữu nhanh chóng giúp ta bắt con súc sinh này. Các hạ là thiên địa kỳ thú cao quý, chuyện cho tới bây giờ, còn không dám hiện ra chân thân sao. Phi độn trước vòng đao đen kịt, Nhiếp Sùng Cương nhìn xuống phía dưới, nói với sư tử đá không đầu. Đáng tiếc, nếu không bị ngươi nhìn thấu ngụy trang, vậy ngu xuẩn ít nhất cũng phải là kết cục trọng thương. Theo một chàng cười quái dị, sư tử đá không đầu đột nhiên tán loạn thành một lượng lớn nham thạch màu đen. Lập tức vô số thanh lôi từ trong bắn ra, ngưng tụ thành một con dị thú lớn ngàn trượng trên không trung. Con thú này đầu kiêu thân người, chân chim nhiều cánh, lông tóc toàn thân đều hiện lên màu xanh da trời. Có chút tương tự lôi thú mà Lạc Hồng đã từng gặp qua, nhưng khí tức hai người lại cách biệt một trời một vực. Thái Ất lôi thú vừa mới hiện thân đã dẫn động pháp tắc thiên địa trong phạm vi lớn xung quanh, không cần hắn thi pháp thúc dục, trên không trung đã giăng đầy lôi vân, từng trận nổ vang. Các hạ tu luyện không dễ, nếu là nguyện ý thúc thủ chịu trói, nghĩ đến cổ đạo hữu ngày sau cũng sẽ không bạc đãi người. Man hoang chư tộc cũng thường cung phụng chân linh, thế lực hắc giáp lâu khổng lồ, so với càng thịnh, không bằng các hạ suy tính một chút. Sông Thái Ất lôi thú hữu dụng hơn chết nhiều lắm, nếu đối phương còn nguyện ý phối hợp, vậy thì không còn gì tốt hơn. Cho nên dù biết rõ hy vọng xa vời, Nhiếp Sùng Cương vẫn thử chiêu hàng một chút, thuận tiện tranh thủ thời gian cho mọi người bày trận bên ngoài. Ha ha ha, nói nhảm. Thái Ất lôi thú nghe vậy lập tức dùng thanh âm lôi đình nổ tung của hắn nở nụ cười, cuối cùng nổi giận mắng, hiển nhiên là không tin lời quỷ quái Nhiếp Sùng Cương. Trở thành cung phụng chân linh của man hoang tộc đàn là làm mưa làm gió, mà đến hắc giáp lâu là làm nô làm tỳ, hai thứ này há có thể so sánh. Đừng cho là ta không biết nhân tộc các ngươi muốn làm cái gì, đơn giản là muốn để cho nhân tộc ta đi ngạnh kháng đan kiếp khí kiếp kia. Tuy tộc ta sinh ra trong cuồng lôi, nhưng không sợ lực lượng lôi đình, nhưng thiên đạo pháp tắc ẩn chứa trong tai kiếp lại sẽ chặt đứt đạo cơ của chúng ta. Bao nhiêu anh tài của tộc ta đều hủy ở trên tay nhân tộc các ngươi, thù hận sớm đã là không đội trời chung, cho nên đừng nói nhảm cái gì nữa, chiến đi. Thái Ất lôi thú càng nói càng kích động, đưa tay chảo một cái, trên không trung liền có một đạo lôi long vừa thô vừa to rơi xuống, trong tay hóa thành một thanh trường phủ màu bạc. Ngu xuẩn mất khôn, Nhiếp Sùng Cương thấy vậy không do dự nữa, vỗ túi càn phong bên hông, mảng lớn cửu thiên cương phong mà hắn tự mình thu thập được từ thiên phong vực gào thét bay ra. Dung hợp với linh vực, quấy thiên địa đến thiên hôn địa ám, cũng chặn lại vô số lôi đình từ trên cao giáng xuống. Bên kia, Phương Thông đã thi triển thần thông pháp thiên tượng địa, hóa thành một cự nhân cao ngàn trượng, chân đạp mây xanh. Trong tay ngoại trừ thanh chiến đao màu đỏ lúc trước, giờ phút này còn có thêm một thanh băng nhận màu lam hàn khí dày đặc. Song đao vung vẩy, băng hỏa đan xen, tuy bị thương nhưng lại đánh cho vô cùng cuồng mãnh. Minh Tĩnh tiên tử phi độn phía sau hai người, bên người tất cả đều là các loại thần thông chi hoa dùng tiên nguyên lực ngưng tụ thành, bắn ra đầy trời cánh hoa tựa như có thể ngăn cách lôi điện chi lực. Cho nên, mỗi khi trên người Thái Ất lôi thú có những cánh hoa này bao trùm, hắn đều chỉ có thể kích động lôi đình lực, đánh bay toàn bộ nó, khiến cho nó không cách nào hoàn toàn triển khai tay chân. Bốn vị Thái Ất đại năng toàn lực xuất thủ, đã sớm hủy thiên địa phụ cận đến rối tinh rối mù,
cho dù là đám người Lạc Hồng rời xa chiến trường, giờ phút này cũng không nhịn được theo từng tiếng nổ mạnh truyền đến mà cảm thấy từng đợt khó chịu. Tuy uy năng thần thông của Thái Ất Lôi Thú này mạnh, nhưng không biết vì sao lại có quá ít biến hóa. Vừa vặn bị thần thông của Minh Tĩnh tiên tử kia khắc chế, dưới sự vây công của hai người khác, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ lộ ra xu hướng suy tàn. Khí thế của Thái Ất Lôi Thú dẫn động đầy trời đương nhiên vượt qua ba người Nhiếp Sùng Cương. Nhưng Lạc Hồng lại nhìn ra được, nếu không có gì quá lớn xảy ra, sau một phen kịch chiến Thái Ất Lôi Thú chắc chắn sẽ bị thua. Đột nhiên, huyết liên trận kỳ trong tay linh quang lóe lên, Lạc Hồng biết đại trận đã thành, vội vàng huy động trận kỳ. Trong tay, lấy tu vi kim tiên trung kỳ thúc giục đại trận. Ba người Nhiếp Sùng Cương trước tiên chú ý tới bức tường màn mây màu từ đằng xa, lúc này lần nữa gia tăng thế công, để phòng Thái Ất Lôi Thú thừa dịp này thoát đi. Quả nhiên có mai phục, lấy nhiều bắt nạt ít, nhân tộc ti tiện luôn như thế. Thái Ất Lôi Thú một búa bức lui kim giáp cự nhân do Cổ Phương Thông biến thành, nhìn thoáng qua đám mây đã bao phủ bầu trời, khí tức hơi loạn nói. Hiện tại mới phản ứng lại thì đã muộn, Nhiếp Mỗ hỏi lại ngươi một câu cuối cùng, hàng hay không hàng? Cửu Thiên Cương Phong vô tận hóa thành gương mặt khổng lồ của Nhiếp Sùng Cương, phát ra âm thanh to lớn tựa như thiên uy nói. Nếu không thắng, không thể chết được. Thái Ất Lôi Thú cuồng hống một tiếng, không biết thúc giục bí thuật gì, khiến cho khí tức bỗng nhiên cất cao một đoạn. Súc sinh này muốn liều mạng, chúng ta chuyển công làm thủ trước, chỉ cần gắng gượng qua một trận này, hắn chính là thịt cá trên thớt. Nhiếp Sùng Cương thấy thế lập tức nói một tiếng, để Minh Tĩnh tiên tử và Cổ Phương Thông liên thủ với hắn, ngăn cản thế công điên cuồng kế tiếp của Thái Ất Lôi Thú. Nghe tiếng sấm nơi xa càng lúc càng lớn, Lạc Hồng biết trận chiến này sắp kết thúc. Không ngờ Thái Ất Lôi Thú lại cương liệt như thế, ngay cả thử cũng không thử mà đã bỏ chạy, lựa chọn liều mạng với ba người Nhiếp Sùng Cương. Như vậy cũng tốt, có thể kiếm được một khoản thiện công. Mọi người bây giờ cũng không khỏi mừng thầm. Ân, hình như có chút không đúng. Nhưng Lạc Hồng vừa cảm thán một tiếng, liền phát hiện khí tức lôi pháp khiến hắn cảm thấy quen thuộc càng ngày càng mãnh liệt. Vì vậy, hắn lập tức thi triển linh mục nhìn qua, chỉ thấy nham thạch màu đen tán loạn trên mặt đất chẳng biết lúc nào đã lăn đến xung quanh ba người Nhiếp Sùng Cương, mơ hồ hợp thành một tòa pháp trận. Cỗ khí tức quen thuộc kia chính là từ trong pháp trận này tản ra. Không tốt, đây là đa trọng xuyên không lôi trận. Lạc Hồng tuy nắm giữ một ít không gian pháp tắc, nhưng vẫn không có đem lôi trận tập được từ linh giới từ bỏ, mà là đem nó dung hợp cùng không gian pháp tắc, sáng tạo ra trận pháp dịch chuyển càng cường đại hơn. Cho nên, hắn lập tức nhìn ra những thứ kia thạch trận màu đen, cũng lập tức ý thức được một sự thật đáng sợ. Thái Ất Lôi Thú này cũng không phải tứ cố vô thân. Lập tức nhìn về phía ba người Nhiếp Sùng Cương, Lạc Hồng thấy bọn họ còn đang một lòng chống cự Thái Ất Lôi Thú tấn công mãnh liệt, chờ đợi đối phương bị bí thuật cắn trả, hiển nhiên là hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm. Không được, phương thông cổ kia tuyệt đối không thể chết ở đây. Trong lòng quyết định, Lạc Hồng trực tiếp truyền âm cho Nhiếp Sùng Cương, cung chủ, hắn đang dùng nam châm bày trận. Bày trận? Ha ha, một súc sinh bố trí trận pháp có gì đáng sợ, chẳng qua là chó cùng rứt dậu mà thôi. Nhiếp Sùng Cương nghe vậy nhưng không lĩnh hội được ý tứ của Lạc Hồng, ngược lại châm biếm một câu. Nhưng sau một khắc, ba đạo không gian ba động mãnh liệt liền hung hăng đánh vào trong lòng của hắn, làm cho biểu lộ của hắn thoáng cái cứng đờ tại chỗ. Chỉ thấy, ba tòa lôi trận màu xanh lấy đại lượng nam châm màu đen làm cơ sở, hiện lên hình tam giác, vây đám người mình vào giữa. Mà sau khi không gian xuất hiện dao động, đúng là đồng thời xuất hiện ba đạo khí tức lôi đỉnh đáng sợ. Trong ba tòa lôi trận màu xanh kia, vậy mà phân biệt xuất hiện một con Thái Ất Lôi Thú. Không xong rồi, chúng kế rồi. Nhiếp Sùng Cương thấy thế, khóe mắt như muốn nứt ra, không chút nghĩ ngợi lập tức phóng lên cao, muốn thoát khỏi nơi đây. Nhưng sau một khắc, ba con Thái Ất Lôi Thú kia đồng thời xuất thủ, mượn nhờ trận pháp nguyên bản, ngưng tụ ra một lồng giam thanh lôi cực lớn. Đoạn quang Nhiếp Sùng Cương đâm vào một đạo thanh lôi thô to, lập tức bị oanh một tiếng bắn bay trở về, lộ ra thân hình có chút chật vật. Vậy mà có bốn con Thái Ất Lôi Thú, bây giờ phải làm sao? Cổ Phương Thông giờ phút này không còn tư thái cuồng ngạo như trước nữa, mắt lộ vẻ sợ hãi nói. Còn có thể làm sao, hợp lực đánh vỡ lồng giam này, sau đó từng người chạy thoát thân à? Dứt lời, Minh Tĩnh tiên tử ở bên cạnh liền lấy ra một viên đan dược ăn vào. Trên khuôn mặt xinh đẹp lập tức nổi lên mảng lớn gân xanh, thân thể một thân,
một hư ảnh nụ hoa hồng diễm mà to lớn liền bao nó lại. Ha ha ha, đám nhân tộc các ngươi thật sự tự cao đến đáng thương, bọn ta biết rõ các ngươi đang ngấp nghé thiên phú thần thông của tộc ta, sao lại hành động một mình được chứ? Hôm nay, các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Thái ất lôi thú đang mưu đồ phát ra âm thanh cuồng tiếu, cùng ba con thái ất lôi thú khác dốc toàn lực rót lực lượng lôi đình của bản thân vào trong lồng giam thanh lôi, khiến cho khí tức càng ngày càng mạnh, thể tích lại càng ngày càng nhỏ. Hiển nhiên, bọn họ đang định cứng rắn luyện ba người Nhiếp Sùng Cương thành cho bụi, thằng nhãi danh không đủ mưu cầu. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng làm sao không biết ba người Nhiếp Sùng Cương giữ nhiều lành ít, sau khi tức giận mắng một câu, liền thi triển đại mộng phồn hoa trận một cái biến hóa. Thải vân cuốn một cái, để lại một đám người Lạc Hồng, chân thân của họ lại gần đội của Tống Diêu Quang. Lạc tuần tra, ngươi làm sao? Tống Diêu Quang kinh dị thốt lên. Tống tiên tử, tình huống trước mắt như thế nào chắc hẳn không cần Lạc Mỗ nhiều lời, chúng ta phải lập tức thoát khỏi nơi đây, ngươi nhanh chóng đưa tin để thương đội tới tiếp ứng chúng ta. Nguyên bản đám tu sĩ bị Lạc Hồng cuốn đến còn có chút không rõ cho lắm, lập tức trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ đồng ý. Nhưng nhiệm vụ của chúng ta... Tống Diêu Quang có chút xoắn xuýt nói, đội trưởng, nhiệm vụ của chúng ta là ngăn cản lôi thú bỏ chạy, nhưng ngươi cảm thấy bây giờ còn có lôi thú bỏ chạy sao? Nên trốn là chúng ta. Không tệ đội trưởng, nếu không đi sẽ không còn kịp nữa. Nghĩ đến nhiệm vụ trước đó xác thực không có ý nghĩa, Tống Diêu Quang lúc này không kiên trì nữa, đồng dạng lưu lại huyễn ảnh của đội mình. Liền cùng đội Lạc Hồng hợp thành một đội, cùng nhau vứt trận kỳ, hướng phương hướng Kim Nguyên Thương đội dốc hết tốc lực bỏ chạy. Nhưng bọn họ mới trốn khỏi đại trận không bao lâu, liền thấy lồng mây màu bao phủ một phương thiên địa kia phá vỡ một lỗ hổng thật lớn, cả tòa đại trận đều đang nhanh chóng tan rã. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta rõ ràng đều lưu lại không ít tiên nguyên lực ở trong trận kỳ, lại không có ngoại lực công kích đại trận, theo lý thuyết nó còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian rất dài mới đúng. Tống Diêu Quang cau mày, khó hiểu nói, đại trận vừa vỡ, cho dù là ai cũng biết bọn họ chạy thoát, vận khí không tốt, sẽ có thái ất lôi thú đuổi theo. Đội trưởng, mau nhìn, là đội của Đào Đức. Lúc này, một đồng đội của Tống Diêu Quang chỉ vào mấy điểm sáng trên bầu trời phía trước nói. Mọi người thấy thế lập tức hiểu ra, tất nhiên là tu sĩ đội kia thấy tình thế không ổn trực tiếp chạy trốn. Ngụy trang gì cũng không có làm, cho nên mới sẽ để đại trận nhanh chóng tán loạn tan rã như vậy. Lập tức, tất cả mọi người không khỏi chửi ầm lên. Nhưng bọn họ cũng chỉ là 50 bước cười trăm bước. Lạc Hồng và Tống Diêu Quang không ai đề cập tới tu sĩ liên hợp với một đội khác, thật ra chính là tính toán để bọn họ kéo dài thời gian giúp đám người mình. Nhưng hai người đều không nghĩ tới, đội tu sĩ kia trốn còn muốn dứt khoát hơn bọn hắn. Nhưng mà, ngay lúc mọi người còn chưa kịp đình chỉ mắng chửi, một mảnh lôi quang màu xanh liền đột nhiên xuất hiện trước những quang điểm kia. Sau một khắc, một lưỡi búa màu trắng bạc thật lớn quét ngang qua, kích thích đông đảo tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng. Một búa qua đi, con thái ất lôi thú đầu tiên hiển lộ ra thân hình bên trong thanh lôi, quát to, hôm nay, tất cả nhân tộc ở đây đều phải chết. Dứt lời, hắn lại bổ xuống một búa, lôi đình vạn quân, nổ thiên địa đột nhiên sáng lên. Đáng chết, quả nhiên đuổi tới rồi. Thần thức Lạc Hồng cảm ứng được khí tức con thái ất lôi thú này rõ ràng giảm xuống rất nhiều, có lẽ là do lúc trước bí thuật phản vệ. Có lẽ cũng chính vì vậy, hắn mới bị thái ất lôi thú còn lại phái ra đuổi giết những tu sĩ kim tiên bọn họ. Chia nhau trốn, Lạc Hồng hét lên một tiếng, tùy tiện chọn một phương hướng, hóa thành một tia chớp màu đen, toàn lực bỏ chạy. Bọn người Tống Diêu Quang cũng biết đây là biện pháp duy nhất, lúc này liền riêng phần mình thi triển độn thuật, hướng phía khác nhau bỏ chạy. Sau khi phi độn một nén nhang như thế, Lạc Hồng chợt có cảm giác, quay đầu nhìn lại phía sau, liền thấy một đóa hoa lớn đỏ tươi nở rộ ở nơi rất xa chiến trường. Xem ra bọn hắn vẫn còn có chút thủ đoạn bảo vệ tính mạng, hy vọng vị cổ tiền bối kia có thể ít nhất chạy ra khỏi Nguyên Anh, nếu không ta lúc trước thật đúng là uổng phí công phu. Dứt lời, Lạc Hồng liền thu hồi ánh mắt mang theo một tia hy vọng, bắt đầu suy nghĩ xem mình nên đi con đường nào. Trở về Kim Nguyên Thương đội là một lựa chọn không tệ, nơi đó không chỉ có ba vị tu sĩ thái ất tọa trấn, còn có Thiên Chu đại trận uy lực cường đại. Nơi này dù sao cũng đã tới gần Hắc Sơn Tiên Vực, đến lúc đó cứng rắn chống lại công kích của bốn con thái ất lôi thú này, hơn phân nửa là có thể chạy trốn tới địa phương an toàn. Ngoài ra Lạc Hồng cũng có thể một mình đi hết một đoạn đường cuối cùng này,
không biết những thái ất lôi thú kia có thể truy tung được hắn hay không. Dù sao, hắn có thể quen thuộc khí tức của đối phương đương nhiên sẽ không có một chút cảm ứng nào đối với hắn. Đang lúc do dự, Lạc Hồng đột nhiên có cảm ứng, vội vàng quay đầu xem xét, liền thấy một đạo độn quang màu đỏ kim cấp tốc hướng hắn tới gần, mà phía sau là một đạo cuồng lôi màu xanh. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1959, Kịch Chiến Thái Ất Lôi Thú. Lạc Tuần Tra, xin lỗi, ta, Tống Diêu Quang giờ phút này cũng không phải muốn họa thủy đông dẫn, mà thuần túy chính là bị thái ất lôi thú phía sau đuổi đến hoảng hốt chạy bừa, trùng hợp gặp Lạc Hồng. Ai, Tống Tiên Tử không phải không xin lỗi, đi trước một bước, Lạc Mỗ tự có biện pháp thoát thân. Lạc Hồng thở dài một tiếng, cũng không có ý trách cứ, dù sao lấy vận khí của hắn, sẽ phát sinh loại chuyện này cũng là bình thường. Không được, sao có thể để Lạc Tuần Tra ngươi mạo hiểm vì ta? Nếu thật sự không được, chúng ta sẽ liều mạng với tên súc sinh này. Tống Diêu Quang nghe vậy trong lòng ấm áp, nhưng rất nhanh đạo nghĩa trong lòng đã khiến nàng từ chối đề nghị của Lạc Hồng. Được lắm, ngươi ở đây ảnh hưởng ta thua rồi. Lạc Hồng lập tức cảm thấy cạn lời. Bị thái ất lôi thú đuổi tới gần như thế, trong lòng hắn đã sớm không còn hy vọng không bị đối phương phát hiện ra dị thường. Quả nhiên sau một khắc, trong cuồng lôi màu xanh sau lưng liền truyền đến thanh âm chấn động thiên địa, nhân tộc tiểu tử, trên người của ngươi sao lại có khí tức của tộc ta? Dặn dò chi tiết, bản tọa còn có thể lưu cho ngươi toàn thây. Tống tiên tử, súc sinh này đã để mắt tới ta, chúng ta chia nhau bỏ chạy, tiên tử rất trân trọng. Lạc Hồng nghe vậy không do dự nữa, dưới chân nổi lên lôi trận, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Muốn dựa vào lôi trận của tộc ta thoát khỏi bổn tọa, tiểu tử, sợ là ngươi còn chưa tỉnh ngủ. Mấy hơi thở sau, cuồng lôi màu xanh đuổi theo tới, không để ý tới Tống Diêu Quang bỏ chạy phía trước nữa, mà kích động ra đại lượng thanh lôi, tại nơi lôi trận màu đen biến mất ngưng tụ ra một tòa lôi trận màu xanh giống như vậy. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, cuồng lôi màu xanh liền chui vào trong lôi trận, không thấy bóng dáng. Tống Diêu Quang thấy thế không khỏi ngừng độn quang, nhìn nơi Lạc Hồng cùng thái ất lôi thú biến mất, trên mặt lộ vẻ lo lắng. Khụ khụ, đột nhiên, Tống Diêu Quang ho khan hai tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trong nháy mắt rơi xuống. Về thương đội trước, cầu các đại nhân chủ sự ra tay. Qua loa dùng hai viên đan dược, Tống Diêu Quang tiếp tục phi độn về phía thương đội, chỉ là tốc độ chậm gần một nửa. Bên kia, cuồng lôi màu xanh rơi đập xuống đất, lộ ra thân hình thái ất lôi thú. Ánh mắt của hắn quét qua, liền thấy mình đi tới trong một mảnh sa mạc, xung quanh không có bất kỳ khí tức vật sống. Nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là Lạc Hồng đang ở trên một cồn cát cách đó mấy vạn trượng. Tiền bối, Lạc Mỗ bất quá là phụng mệnh làm, và lại cũng không đối với bọn người tiền bối tạo thành tổn thương gì, tiền bối tội gì phải khổ sở bức bách như thế. Lạc Hồng ngửa đầu nhìn về phía thái ất lôi thú đang đuổi sát đến, nhíu mày dò hỏi. Ha ha ha, tiểu tử nhân tộc ngươi thật nực cười, dùng ấu thú tộc ta tu luyện tiên lôi chi thể, chắc hẳn lúc chưa thành tiên độ kiếp tiểu tử ngươi tương đối dễ dàng à. Nếu đã chiếm được lợi lộc, bây giờ bị bản tọa đuổi giết cũng là chuyện nên làm. Thấy Lạc Hồng đã buông tha bỏ chạy, thái ất lôi thú cũng không vội vã xuất thủ, lúc này cười ba tiếng nói. Nếu đều đã bị tiền bối nhìn ra, Lạc Mỗ cũng không có gì để nói. Vừa vặn, mấy năm nay tiến độ tu luyện thân thể của Lạc Mỗ có chút chậm chạp, cần gấp ngoại lực tương trợ. Lạc Hồng nghe vậy cũng không muốn dây dưa với con lôi thú kia nữa, trái tim nhảy mạnh một cái, quanh thân liền bao trùm một tầng đại hắc thiên lôi giáp. Hừ, muốn luyện hóa bản tọa, thành tiên đạo của ngươi, cũng không sợ nứt vỡ bụng. Thái ất lôi thú nghe vậy tức giận hừ một tiếng, lúc này nửa điểm không có lưu thủ, cầm búa bổ xuống, liền làm một chuỗi ngân lôi đánh về phía Lạc Hồng. Lạc Hồng thấy thế liền bấm niệm pháp quyết, cát vàng dưới chân cuồn cuộn tuôn ra, ngưng tụ thành hai cự quyền, nên đón lôi điện màu bạc kia. Nương theo một tiếng vang ầm ầm thật lớn, hai nắm đấm cát vàng tán loạn, bất quá chúng cũng thành công ngăn trở lôi điện màu bạc. Nhưng sau một khắc, một thanh cự phủ màu bạc lượn vòng mà đến. Lạc Hồng lập tức đạp chân một cái, từng đạo hoàng sa cự tường đột nhiên từ mặt đất bay lên, ngăn cản thân hình của hắn. Rầm rầm rầm. Cự phủ màu bạc thế như trẻ tre,
tốc độ không giảm chút nào đánh nát tất cả tường cát vàng, nhưng khi chém qua cồn cát kia, phía trên đã không còn thân ảnh Lạc Hồng. Công kích thất bại, cự phủ màu bạc lại trực tiếp bay ra vạn trượng, mới bổ nghiêng vào trên cát vàng. Thái Ất Lôi Thú mất đi vũ khí lập tức đưa tay ra, nhưng đợi một lúc cũng không thấy ngân lôi rơi xuống, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Phát hiện trên trời cao không có lôi vân hội tụ, hắn mới ý thức được, chỗ mình đang đứng không phải là thiên địa chân thật. Thì ra là thế, nơi đây chính là không gian bên trong tiên khí, không ngờ một tiểu bối kim tiên như ngươi, trong tay lại cũng có tiên khí lợi hại như thế. Ngay lúc Thái Ất Lôi Thú nói chuyện, Lạc Hồng đã phát động thế công của hắn. Chỉ thấy vô số cát vàng lơ lửng trên không trung, tạo thành một đoàn bão cát vô cùng kinh khủng, bao phủ toàn bộ Thái Ất Lôi Thú vào trong đó. Cảm giác được quanh thân truyền đến từng trận cảm giác ngứa ngáy, Thái Ất Lôi Thú liền ý thức được bão cát này có chút uy năng, nếu mặc kệ, để cho thương thế tích tiểu thành đại, sẽ vô cùng phiền toái. Tiểu tử nhân tộc, ngươi cho rằng bố trí cạm bẫy, để bản tọa không thể mượn dùng lực lượng thiên địa, thì có thể dùng bão cát này vây khốn bản tọa, mai chết bản tọa từng chút một. Nhưng ngươi đừng quên, bản tọa còn có thể thi triển linh vực. Vừa mới nói xong, vô số lôi quang màu xanh từ trong cơ thể Thái Ất Lôi Thú thoát ra, phóng tới không trung phía sau, liền hóa thành một mảnh lôi vân màu xanh. Không ngừng có sấm sét màu xanh từ trong đám mây chớp này đánh xuống, lúc này tạo thành một vùng lôi vực. Bão cát màu vàng thử trùng kích mấy lần, nhưng đều rất nhanh bị bức lui ra, ngược lại theo diện tích lôi vực bao trùm càng lúc càng lớn, Lạc Hồng cũng bị bao phủ vào. Cùng lúc đó, lôi phủ màu bạc cũng bị Thái Ất Lôi Thú hút về, hơn 10 đạo lôi đỉnh màu xanh rơi vào trên mặt búa, lúc này khắc họa lên một chuỗi phủ văn màu xanh. Tiểu tử, chịu chết đi! Thái Ất Lôi Thú lại vung búa bổ xuống, lập tức một con lôi long hai màu xanh bạc liền gào thét lao ra. Lạc Hồng giờ phút này lại giống như đã hết cách, vẫn như cũ chỉ là thúc dục tiên khí, đem vô số cát hoàng long ngưng tụ thành một cự quyền to như núi lớn, hung hăng đón đánh tới. Hai bên vừa chạm, hoàng sa cự quyền vừa rồi chỉ miễn cưỡng ngăn cản lôi điện màu bạc tất nhiên không địch lại, bắt đầu nhanh chóng tán loạn. Hừ, còn tưởng rằng tiểu tử này người mang trọng bảo sẽ có chút năng lực, hiện tại xem ra cũng chỉ là tiểu bối cơ duyên không tệ mà thôi. Thái Ất Lôi Thú thấy thế khinh thường cười nói. Một kích này của hắn dung hợp uy lực linh vực, uy năng dù tu sĩ Thái Ất sơ kỳ bình thường cũng ngăn cản không nổi, bây giờ xem ra có chút lãng phí. Ồ, đó là cái gì? Đột nhiên, Thái Ất Lôi Thú nhìn thấy bên trong quyền phong nghiền nát của Hoàng Sa cự quyền lộ ra ngũ sắc linh quang nồng đậm, thanh ngân lôi long lại bị ngăn cản lại. Rất nhanh, cát vàng vỡ vụn, lộ ra một cự quyền ngũ sắc, pháp tắc chi lực thật mạnh. Thái Ất Lôi Thú lập tức cả kinh, hắn có thể cảm ứng được, thần thông của hắn ở trên tiên nguyên lực chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, nhưng ở phương diện pháp tắc, hắn lại bị áp chế. Phá cho ta! Lúc này, chỉ nghe Lạc Hồng hét lớn một tiếng, đại ngũ hành luân hồi quyền bỗng nhiên đại thịnh quang mang, chỉ thấy một vòng rung. Động tản ra trên đầu thanh ngân lôi long, lập tức toàn bộ đầu của nó liền bị nổ nát ra. Ngay sau đó, ngũ sắc cự quyền phảng phất như hóa thành một thanh phong nhận, lại xé rách thanh ngân lôi long từ đầu đến đuôi, cuối cùng đập tới bản thể Thái Ất Lôi Thú. Đông một tiếng trầm đục vang lên, Thái Ất Lôi Thú hoành phủ đỡ được một quyền uy năng không còn bao nhiêu này. Lạc Hồng giờ phút này không thừa thắng xông lên, mà thi pháp ngưng tụ ra đại lượng hoàng sa sa thú cao hơn trăm trượng, khiến cho tất cả chúng nó đều đánh về phía Thái Ất Lôi Thú. Cùng lúc đó, vòng xoáy hắc vụ sau lưng gã cùng một chỗ, một đạo độn quang màu tím liền bắn ra. Mắt thấy mình và chủ nhân đều ở trong lĩnh vực của người khác, A Tử trong nháy mắt hiểu ý, hư ảnh cự hạt sau lưng cùng một chỗ. Hai cái đuôi bò cạp bỗng nhiên vung lên, làm cái đuôi lóe ra u quang kia đâm vào trong hư không. Lập tức, Thái Ất Lôi Thú cảm giác có một cỗ lực lượng pháp tắc xâm nhập vào trong lĩnh vực của hắn, hắn thúc giục lực lượng lĩnh vực ngăn cản. Nhưng lực lượng pháp tắc kia giống như chuyên ăn mòn lĩnh vực mà sinh ra, hắn chỉ có thể làm trì hoãn, mà không làm được diệt trừ tận gốc. Sau mấy lần thử nghiệm không có kết quả, Thái Ất Lôi Thú rốt cục tỉnh ngộ lại, trước mắt cần làm nhất không phải ngăn cản ăn mòn, mà là dùng tốc độ nhanh nhất diệt sát A Tử chế tạo ăn mòn. Chẳng trách lại có nhiều sa khôi như vậy, nhưng chỉ dựa vào chúng nó mà kéo dài được bản tọa, ngươi vẫn quá ngây thơ rồi. Một búa của Thái Ất Lôi Thú quét ra, một vòng thanh ngân lôi đình liền nổ tung, đánh tan toàn bộ hoàng sa sa thú ở xung quanh hơn nghìn trượng.
Trong đó phần lớn hoàng long xa sau khi rơi xuống vẫn nhảy lên điện quang, không có động tĩnh. Nhưng cũng có số ít lây dính điện quang không nhiều lắm, hơi ngưng tụ, liền lại tạo thành hoàng xa xa thú mới. Nhưng mà, không đợi hoàng xa xa thú tiếp tục nhào tới, Thái Ất Lôi thú đã cầm cự phủ trong tay trực tiếp chỉ hướng lôi vân màu xanh trên đỉnh đầu. Theo một cột sáng màu xanh phóng lên tận trời, toàn bộ lôi vân màu xanh lập tức sáng lên. Sau một khắc, lôi đỉnh màu xanh dày đặc như mưa to rơi xuống, tiếng nổ vang liên miên, toàn bộ không gian đều biến thành biển sấm sét. Tất cả hoàng sa sa thú đều bị hủy diệt, trên sa mạc có vô số hồ quang màu xanh chạy trốn, ngăn cản khả năng Lạc Hồng lại thi pháp. Để tự vệ, Lạc Hồng trực tiếp ngưng tụ ra hai bàn tay khổng lồ năm màu, hợp trưởng lại thành một ngọn núi lớn năm màu, ngăn cản cuồng lôi oanh kích. Trong lúc nhất thời, núi đá nổ tung, không gian chấn động không ngừng. Cũng may, Thái Ất Lôi thú bạo phát như thế cũng không thể kéo dài, trước khi ngũ sắc cự sơn cơ hồ hoàn toàn bị nghiền nát, tần suất lôi điện của lôi vân màu xanh bỗng nhiên chậm lại một chút. Còn không đợi Lạc Hồng thở ra một hơi, liền thấy trong lôi mạc lao ra một thân ảnh khổng lồ. Đúng là Thái Ất Lôi thú kia nhờ lôi quang yểm hộ, đã tự mình giết tới gần. Chết đi. Quát lên một tiếng, Thái Ất Lôi thú liền cầm trong tay ngân lôi cự phủ hung hăng đánh xuống Lạc Hồng, một kích tuyệt sát. Nhưng mà đối mặt với cục diện vô cùng nguy cấp này, vẻ mặt Lạc Hồng ngưng trọng bỗng nhiên dừng lại, lộ ra ý cười. Ngươi quả nhiên vẫn bị lừa. Vừa mới nói xong, một cái chuông lớn tuyết trắng đột nhiên xuất hiện, bảo hộ Lạc Hồng ở trong đó. Chỉ nghe một tiếng keng vang lên, một kích tất phải trúng của Thái Ất Lôi thú, không những không thể đánh vỡ được chuông này, mà còn bị lực lượng cực lớn bắn ngược lại, làm cho cánh cửa trên cơ thể mở rộng ra. Làm sao có thể? Ngay lúc Thái Ất Lôi thú kinh ngạc, Lạc Hồng lại động, chỉ thấy quanh thân gã lôi quang màu đen đại thịnh, thân hình đột nhiên xuất hiện trước ngực Thái Ất Lôi thú. Một quyền đánh ra, thân hình Lạc Hồng lại biến mất lần nữa, trong nháy mắt lặp lại 7 lần như thế, hắn mới thoáng có chút thở dốc mà về tới chỗ cũ. Bởi vì hết thảy phát sinh quá nhanh, Thái Ất Lôi thú chỉ cảm thấy có 7 cỗ cự lực đồng thời từ các nơi quanh thân truyền đến, làm cho gã vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là 7 cỗ cự lực này đang hội tụ trước ngực hắn, một khi va chạm chắc chắn sẽ bộc phát ra uy năng đáng sợ. Mà vui mừng chính là, 7 cỗ cự lực này mang theo lôi đình chi lực không đả thương được hắn, cho nên một kích này mặc dù sẽ không để cho hắn dễ chịu, nhưng cũng không trọng thương được hắn. Ha ha, cơ hội tốt như vậy, lại dùng lực lượng lôi đình tới đối phó tộc ta, tiểu tử ngươi ha. Thái Ất Lôi thú vốn định châm biếm một phen, nhưng hắn còn chưa nói xong, chỗ ngực liền nổ tung một đóa huyết hoa. Càng chết người hơn là, theo lôi đình màu đen nổ tung ra trong nháy mắt chảy khắp toàn thân hắn, lại không giống như trong dự liệu, không mang đến tổn thương cho hắn. Mà đây cũng là chuyện đương nhiên, phải biết rằng Đại Hắc Thiên Lôi của Lạc Hồng chính là thần thông dung hợp của chân lôi pháp tắc và không gian pháp tắc. Cho dù là Thái Ất Lôi thú cũng chỉ có thể bỏ qua một phần nhỏ uy năng, tiên khiếu của ta, linh vực hòa giáp. Trong cơn đau nhức kịch liệt, Thái Ất Lôi thú lập tức phát hiện tiên khiếu của mình bị một cỗ lực lượng pháp tắc ngăn cách, trong lòng cảm thấy không ổn. Cho nên, trong nháy mắt hắn liền làm ra quyết định, lúc này thu hồi linh vực, bước ra lùi lại. Kể từ đó, có thể ngăn cản A Tử ăn mòn linh vực, suy yếu lực lượng của hắn, lại có thể phòng bị Lạc Hồng cận thân công kích. Linh vực co rút lại, lập tức biến thành một tầng mây xanh mỏng manh, bao phủ toàn thân Thái Ất Lôi thú, khiến cho nó nhìn tựa như mặc vào một thân tiên giáp. Tiểu tử nhân tộc, việc này còn chưa xong. Sau khi thấy được sự lợi hại của Mê Thiên Trung, Thái Ất Lôi thú đã tuyệt tình diệt sát Lạc Hồng ngay tại đây, lập tức bỏ lại một câu ngoan thoại, muốn phá không mà, đi. Nhưng không đợi lôi trận màu xanh dưới chân hắn ngưng tụ thành, vô số hoàng long xa liền từ dưới đất cuồn cuộn ra, tạo thành một vòi rồng cát vàng to lớn, bao nó vào trong đó. Chỉ dựa vào cái này mà đòi giữ bản tọa lại. Người si nói mộng. Có linh vực hộ thân, Thái Ất Lôi thú căn bản không cảm thấy nửa điểm không khỏe, tiếp tục ngưng tụ lôi trận. Kim Phong Đại Đồng. Nhưng lúc này, Lạc Hồng lại thi pháp lần nữa, khiến cho một cỗ linh phong màu vàng dung nhập vào bên trong vòi rồng cát vàng. Trong chốc lát, lôi trận màu xanh sắp thành hình liền mất đi khống chế, sụp đổ. Đồng thời, linh vực vân giáp kia cũng nhanh chóng bị tách ra, vẻn vẹn chỉ sau 3 hơi thở, bản thể của Thái Ất Lôi thú đã lộ ra trong bão cát. À, đáng chết. Thần thông Đại Đồng Kim Phong chính là đem thần linh tử hóa thành tiên linh tử bình thường, nói trắng ra chính là làm cho tiên nguyên lực của tu sĩ không khống chế được.
Mà thái ất lôi thú thân thể sở dĩ mạnh mẽ, trình độ rất lớn cũng là bởi vì có tiên nguyên lực hộ thể. Cho nên sau khi Kim Phong làm cho tiên linh lực bên ngoài thân không khống chế được, trong nháy mắt thái ất lôi thú này đã bị vô số hoàng long xa cuốn lấy lột ra một lớp da. Huyết nhục lộ ra lại lần nữa bị gió đại đồng kim ảnh hưởng, lặp đi lặp lại như thế, uy năng tăng lên sau khi hai loại thần thông dung hợp căn bản không phải bội số cộng có thể hình dung. Ầm một tiếng vang thật lớn, thái ất lôi thú trực tiếp tự bạo ngân lôi cự phủ trong tay. Lôi cầu màu bạc cực lớn bành trướng ra, tạm thời phá vỡ gió cát. Chương 1960, chém giết. Thái ất lôi thú vỗ cánh bay lên, trong nháy mắt liền từ bên trong lôi cầu màu bạc bay ra, không để ý thương thế đầm đìa máu tươi, bay thẳng lên không trung. Muốn đụng nát biên giới không gian để chạy trốn, tiền bối cũng không nên quá ngây thơ. Mặc dù pháp tắc không gian của Lạc Hồng không thể hoàn toàn áp chế thái ất lôi thú thi triển lôi trận độn thuật, nhưng cũng có thể trì hoãn tốc độ lôi trận thành hình cực lớn, làm cho gió cát đại đồng có cơ hội hiện ra uy năng. Cho nên, lần đầu tiên thái ất lôi thú thử dùng lôi trận thoát thân thất bại, liền biết được phương pháp này không thể thực hiện được. Hiện tại hắn liều mạng phi độn lên không trung, đơn giản là muốn ngạnh sinh chui ra một lỗ hổng trên hàng rào không gian, từ đó rời khỏi mảnh không gian tiên khí này. Tuy rằng chuyện này sẽ khiến hắn bị không gian phong bạo đưa đến bí ẩn chi địa, nhưng dù sao cũng tốt hơn ở lại chờ chết. Chỉ là sau khi kịch chiến liên tiếp, tu vi con lôi thú thái ất trung kỳ này trượt xuống cực kỳ thấp, hiện tại mới dùng biện pháp này bỏ chạy thì hơi trễ. Vừa mới nói xong, Lạc Hồng liền bấm niệm pháp quyết, mở huyễn thế tinh đồng ra. Nhất thời, cả phiến cát vàng đại địa đều hướng một phương hướng bắt đầu chuyển động, trong nháy mắt công phu liền hóa thành một cái miệng khổng lồ của sa thú. Sau một khắc, lực hút không gì sánh kịp rơi xuống trên người thái ất lôi thú, làm cho thân hình đang vỗ cánh bay cao bỗng nhiên dừng lại, máu tươi như mưa to vãi ra. Tiểu bối, ngươi thật sự muốn ngọc đá cùng vỡ với bản tọa. Con đường chạy trốn cuối cùng cũng bị cắt đứt, thái ất lôi thú lúc này điên cuồng quát. Tiền bối nếu chịu giao ra thú đan, vãn bối sẽ thả nguyên thần tiền bối rời đi. Lạc Hồng một bên bình tĩnh vô cùng mở ra điều kiện, một bên tiếp tục thi pháp, kéo thái ất lôi thú từ trên không trung xuống. Ha ha, không ngờ ta lại bị một tiểu bối nhân tộc bức đến mức này, nếu không phải lúc trước vì dẫn ba tên nhân tộc thái ất kia vào trong trận. Ta thúc giục quá nhiều bí thuật, tiểu bối ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Thái ất lôi thú nghe vậy lập tức cười ha ha, giống như người trong tuyệt cảnh. Tiền bối nếu không có đại thần thông nghịch chuyển thời gian, trước mắt không cần nói những lời vô dụng này. Lạc Hồng ngoài miệng hung hăng càn quấy, lập tức lại âm thầm đề cao cảnh giác. Hắn biết, hơn phân nửa thái ất lôi thú này sẽ phát động phản công cuối cùng. Nhân tộc các ngươi đều là lòng tham không đáy, nếu có khả năng làm sao thả nguyên thần của ta rời đi, nghĩ đến cháo môn hộ thân trọng bảo kia của ngươi ngay tại nơi này. Tiểu bối, để xem ngươi có thể đối kháng được với thái ất nguyên thần của bản tọa hay không. Tiếng hận ý vừa dứt, một đạo thanh ảnh từ trong cơ thể thái ất lôi thú bắn ra. Chỉ thấy nó vừa mới xuất hiện, bản thể thái ất lôi thú liền không còn động tĩnh, giống như tử thi bị nuốt vào trong miệng sa thú khổng lồ phía dưới. Không tốt. Đúng như thái ất sa thú này nói, nhược điểm của mê thiên trung chính là công kích nguyên thần, mà tình huống hiện giờ, hiển nhiên là thái ất lôi thú muốn lấy một trận đại chiến nguyên thần để quyết ra thắng bại. Lạc Hồng lập tức tu vi nguyên thần, chỉ là kẻ tám lạng người nửa cân, tuy có kim hồn diễm hộ thể, tử chiến một trận xuống, cũng không thiếu một cái trọng thương. Mắt thấy bóng xanh kia đã gấp rút độn đến phụ cận, Lạc Hồng đột nhiên bấm niệm pháp quyết thi pháp, huyễn thế tinh đồng chỗ mi tâm bộc phát ra một trận huyễn quang, lại hút bóng xanh kia vào. Khi hắn phục hồi tinh thần lại, liền phát hiện mình đã đi tới trong một mảnh không gian mông lung, xung quanh đều là cửu thiên cương phong gào thét, thổi cho nguyên thần của hắn đau nhói từng trận. Không gian huyễn thuật, tiểu bối, xem ra ngươi cùng cung chủ Hắc Sơn Tiên Cung kia quan hệ không cạn, lại để cho ngươi hư hóa nhiều cửu thiên cương phong như vậy. Nhưng chỉ với thủ đoạn này thôi cũng không thể luyện hóa được thái ất nguyên thần của bản tọa sẽ hủy diệt không gian ảo thuật của ngươi trước, sau đó mới phân sống chết với ngươi. Dứt lời, nguyên thần màu xanh liền đâm đầu về phía biên giới không gian ảo thuật. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hắc ác phong, biên giới không gian này như thế nào tất cả đều là hắc ác phong. Tiểu bối, ngươi rốt cuộc là người nào? Nhìn cánh tay bị hắc ác phong xé xuống của mình nhanh chóng bị nghiền nát,
nguyên thần màu xanh nhanh chóng thối lui, hoảng sợ vô cùng hô lên. Cấp bậc linh phong như Hắc Ác Phong ngay cả tu sĩ Đại La cũng phải cẩn thận ứng đối, một kim tiên hậu kỳ nhân tộc như hắn làm sao hư hóa được nó vào trong không gian huyễn thuật. Sau khi xác nhận không cách nào chạy ra, Lạc Hồng liền thi pháp khép lại huyễn thế tinh đồng. Mặc dù hắn có thể thúc giục huyễn thuật không gian thu nhỏ lại, lợi dụng Hắc Ác Phong triệt để tiêu diệt, nhưng luôn cảm thấy như vậy quá mức lãng phí. Nhưng thoáng cái, Lạc Hồng cũng không nghĩ ra được Thái Ất Nguyên Thần phải dùng như thế nào, công thâu cửu ở trong âm trận vẫn còn rất kiên cố. Trước tiên giữ lại đi, nói không chừng về sau có thể cùng người trao đổi một ít đồ vật hữu dụng. Ý niệm trong đầu vừa dứt, Lạc Hồng liền rơi xuống một cồn cát cao trăm trượng, tay phải nhấc lên, một bộ dạng thê thảm. Thân thể Thái Ất Lôi Thú còn đang hô hấp liền được đại lượng hoàng long sa từ dưới đất nâng lên. Không chút do dự, trong tay Lạc Hồng lóe lên ngân mang, một viên lôi thú thú đan cực lớn liền xuất hiện trước người hắn. Thú đan này cao cỡ một người, toàn thân mượt mà, màu sắc xanh biếc, mặt ngoài không ngừng nhảy lên hồ quang màu xanh, tản mát ra lực lượng chân lôi pháp tắc cực mạnh. Vậy thì tốt rồi, chỉ cần thu viên thú đan này vào trong lòng Đại Hắc Thiên Lôi, sau này tốc độ tu luyện cửu chuyển tiêu long công của ta nhất định có thể tăng nhiều. Vừa cười vừa thu hồi thú đan, Lạc Hồng lại nhìn về phía thân thể lôi thú, sau khi nghĩ ngợi, đột nhiên tay phải thành đao nhẹ nhàng chém xuống phía dưới một cái. Nhất thời, sáu đạo tơ mỏng màu bạc liền xuất hiện ở phía sau lưng của lôi thú. Huyết quang hiện lên, ba đôi cánh này lập tức bị chém rụng xuống. Đợi học được luyện khí thuật chính thống, ta liền thử đem ba đôi cánh Thái Ất Lôi Thú này luyện thành độn thuật tiên khí, lúc này nhất định phải đạt tới thất phẩm. Lạc Hồng vì luyện khí chi đạo của mình mà đặt ra một mục tiêu nhỏ. Dứt lời, Lạc Hồng liền mở cửa U Minh Động Thiên, ném nhục thân lôi thú còn lại vào, giao cho bọn Tiểu Bạch và Huyết Nhi sử dụng. Sau đó, thân hình Lạc Hồng lóe lên, liền xuất hiện ở phía trên một hồ nước, bên cạnh nàng đúng là Hoàng Long Châu đang trôi nổi giữa không trung. Vẫn là trở về thương đội là tốt rồi, như vậy cũng có thể trước tiên đạt được tin tức của ba vị kia. Nhiếp Sùng Cương bọn họ nếu như có thể trốn ra, cũng nhất định sẽ chạy đến Kim Nguyên thương đội tìm kiếm che chở. Dù sao bọn họ mặc dù có khả năng tăng lên thật lớn tốc độ phi độn, nhưng nếu luận phi độn đường dài, tất nhiên không phải là đối thủ của những Thái Ất Lôi Thú kia. Dứt lời, Lạc Hồng thu hồi Hoàng Long Châu, dưới chân lôi trận cùng một chỗ, liền biến mất ngay tại chỗ. Mấy ngày sau, trong Kim Nguyên Thương đội, bởi vì có Lạc Hồng dẫn dắt Thái Ất Lôi Thú rời đi, những kim tiên của Kim Nguyên Thương đội kia cũng không có toàn diệt, nhưng cuối cùng trốn về cũng không đủ 10 ngón. Xong rồi, xong rồi, lần này xong rồi, chỉ là phí tổn trợ cấp đã có thể khiến chúng ta mắc nợ. Hư ảnh của Vương Chủ Sự ở trong Kim Nguyên Điện gấp đến độ xoay quanh, nếu như là ở trong hành động bình thường của thương đội xuất hiện thương vong, vậy trợ cấp đương nhiên không phải do bọn họ phụ trách. Nhưng tình huống bây giờ rõ ràng không giống, ngoại trừ phải bỏ ra một số lớn tiên nguyên thạch, sau khi bọn họ trở về còn phải bị phía trên trách phạt. Ai, Tống Hộ Pháp, ngươi đi xuống trước đi, chờ chúng ta thương nghị một chút, lại quyết định có nên đi tiếp ứng Nhiếp cung chủ bọn hắn hay không. Thở dài một tiếng, Lý Chủ Sự liền hướng Tống Diêu Quang quỳ trong điện phất phất tay nói, ba vị chủ sự đại nhân, không thể đợi được nữa, lập tức hành động nói không chừng bọn Lạc tuần tra còn có thể cứu được. Tống Diêu Quang lại không chịu đứng dậy thỉnh cầu. Tống Hộ Pháp, ngươi đừng ôm ảo tưởng, Nhiếp cung chủ bọn hắn đều không nhất định có thể sống sót, hiện tại người còn chưa trở về khẳng định đều đã vẫn lạc. Lý Đạo Hữu, Vương Đạo Hữu, ta cho rằng chúng ta nên lập tức khởi hành, mau chóng tiến vào Hắc Sơn Tiên Vực. Ma Mỗ hoài nghi bốn con Thái Ất Lôi Thú tụ tập ở đây chính là có mưu đồ khác, sau này rất có thể còn có nguy hiểm lớn hơn nữa. Ma chủ sự giờ phút này tâm tình cực xấu, cũng lười bận tâm đến cảm xúc của Tống Diêu Quang, nói thẳng đề nghị. Ma Đạo Hữu lời này mặc dù có lý, nhưng Nhiếp cung chủ hắn. Nhiếp cung chủ tuy là đồng liêu chúng ta, nhưng vượt qua thương đội cùng tiên cung vốn là hai hệ thống, không đi cứu viện, cấp trên cũng không trách tội được chúng ta. Ngược lại, nếu chúng ta vì cứu viện mà tổn thất ba kim nguyên cự chu này, vậy mới thật sự là không có cách nào bàn giao. Ma chủ sự lập tức vội vàng khuyên nhủ. Ừ. Ma Đạo Hữu nói lời ấy cũng không tránh khỏi quá bất cận nhân tình rồi. Không đợi hai người Lý Vương đáp lời, một đạo thanh âm quen thuộc từ ngoài điện truyền đến. Ngay sau đó, Nhiếp Sùng Cương sắc mặt trắng bệch, toàn thân cháy đen phi độn đến, sau lưng còn lơ lửng một cỗ quan tài băng cùng một viên bảo châu màu đen. Nhiếp cung chủ,
thật tốt quá, ngươi còn sống, Minh Tĩnh tiên tử cùng Cổ đạo hữu đâu? Lý chủ sự thấy thế lập tức lộ vẻ vui mừng, vội vàng nghênh đón. Minh Tĩnh tiên tử vì giúp chúng ta thoát khốn thi triển cấm thuật, giờ phút này đã ngủ say, kính xin Lý chủ sự lấy tiên nguyên thạch trung phẩm còn lại ra, thiện công khấu trừ từ Nhiếp Mỗ bên này. Về phần Cổ đạo hữu, chỉ có thể thi triển thuật đoạt xá, cũng may hắn đã chuẩn bị một bộ thân thể trong hắc giáp lâu, không đến mức phải bắt đầu tu luyện lại từ đầu. Lắc đầu dứt lời, Nhiếp Sùng Cương chỉ cảm thấy ngực khó chịu, phun ra một ngụm máu tươi tại chỗ. Chỉ thấy phía trên huyết đoàn lượn lờ điện quang màu xanh, rất nhanh làm nó trở nên cháy khét một mảnh. Nhiếp công chủ, ngươi trước đừng nói chuyện, đây là Ngọc Thanh Đan, ngươi nhanh ăn và ổn định thương thế. Lý chủ sự vội vàng tiến lên đỡ Nhiếp Sùng Cương, lật tay lấy ra một viên đan dược, đưa đến bên miệng y. Ma đạo hữu, kính xin ngươi cùng Vương đạo hữu cùng nhau chỉ huy thương đội khởi hành. Xong việc xong, Lý chủ sự trợ giúp Nhiếp Sùng Cương ngồi xếp bằng xuống, cũng hướng mặt khác hai vị chủ sự hư ảnh nói. Hai người này nghe vậy cũng không nói thêm gì, hư ảnh lập tức tản ra, vội vàng rời đi. Dù sao ba vị tu sĩ Thái Ất đã chạy thoát trở về, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Lý chủ sự, Tống Diêu Quang lộ vẻ mặt gấp gáp, muốn khẩn cầu thêm lần nữa. Tống hộ pháp, nghĩ lại chức trách của ngươi, ngươi muốn đặt an nguy của tất cả mọi người trong thương đội không để ý sao? Những Thái Ất lôi thú kia có thể đánh tới bất cứ lúc nào. Lý chủ sự tức giận nói. Tống tiểu hữu, lần này là Nhiếp Mỗ thất cha, ngươi có thỉnh cầu gì, có thể nói với ta. Tuy ba người đều thoát được một mạng, nhưng bọn họ một người ngủ say, một người mất đi thân thể, ngay cả Nhiếp Sùng Cương sau khi trở về cũng phải bế quan dưỡng thương trong thời gian dài. Theo ý nghĩa thực chất mà nói, sau trận chiến này Hắc Sơn Tiên Vực sẽ mất đi ba tu sĩ Thái Ất bọn hắn trong một đoạn thời gian rất dài, có thể nói là tổn thất nặng nề. Cho nên, Nhiếp Sùng Cương lập tức rất áy náy, muốn hết sức bồi thường một hai. Nhiếp công chủ, trước đây thời điểm thuộc hạ bỏ chạy. Nhìn thấy hy vọng, Tống Diêu Quang lập tức đem chuyện Lạc Hồng dẫn dụ Thái Ất lôi thú, giúp nàng bỏ chạy nói một lần, cũng khẩn cầu thương đội có thể tiếp ứng một chút. Tiếp ứng thuộc hạ của Nhiếp Mỗ, Tống tiểu hữu, nhưng thuộc hạ của ta bây giờ không phải đang ở trên thuyền sao? Nhiếp Sùng Cương nghe vậy sững sờ, lúc hắn vừa lên thuyền đã cảm ứng được khí tức của lệnh tuần tra Lạc Hồng. Kết quả Tống Diêu Quang còn ở bên này khóc cầu, điều này thật sự làm người ta hoang mang. Cái gì? Tống Diêu Quang và Lý chủ sự nghe vậy đều cả kinh, người trước căn bản không ngờ, người sau thì căn bản không biết Lạc Hồng đã trở về. Theo lý thuyết, lấy trạng thái Kim Nguyên Thương đội đề phòng hiện tại, bất kỳ người nào tiếp cận đều sẽ bị phát hiện mới đúng. Vị trí lệnh bài tuần tra ở gần khoang khách. Thấy hai người đều giật mình như thế, Nhiếp Sùng Cương liền nhắc nhở một câu. Vì vậy, Lý chủ sự lúc này thúc giục cấm chế trên thuyền, ngưng tụ ra một kính tròn màu vàng thật lớn trước người. Hình ảnh trong gương lóe lên, liền hiện ra cảnh tượng trong khoang thuyền. Chỉ thấy Lạc Hồng đang ngồi xếp bằng trên sàn tàu khoang thuyền, sắc mặt cực kém, nhưng lại bình yên vô sự. Là pháp trận không gian cao giai, chả trách hắn dám dẫn dụ Thái Ất lôi thú đi, thì ra là bố trí hậu chiêu như vậy. Nhìn pháp trận lóe ra phù văn màu bạc, dưới chân Lạc Hồng, Lý chủ sự lập tức hiểu rõ gật gật đầu. Hô, thì ra là thế, xem ra ta lo lắng một hồi uổng công rồi. Tống Diêu Quang thấy thế cũng triệt để thở dài một hơi. Nếu đã yên tâm, vậy thì lui ra đi, bản chủ sự muốn bắt đầu chữa thương cho Nhiếp công chủ, không nên có người đứng ngoài quan sát. Tán đi kính tròn màu vàng, Lý chủ sự ra lệnh cho Tống Diêu Quang. Vâng, thuộc hạ cáo lui. Trạng thái của Tống Diêu Quang bây giờ cũng rất kém cỏi, thấy Lạc Hồng không có việc gì, lập tức cũng vội vàng trở về chỗ ở chữa thương. Cùng lúc đó, ở trong khoang thuyền, được rồi Lạc tiểu tử, đừng giả vờ nữa, đã không có người thăm dò. Thanh âm ngân tiên tử từ trong cơ thể Lạc Hồng vang lên. Xem ra Nhiếp Sùng Cương đã trở về, cũng chỉ có hắn có thể định vị lệnh bài tuần tra của ta. Bất quá ta còn chưa nhậm chức, liền gặp phải đại lãnh đạo trọng thương, có phải có chút khắc chủ hay không? Lạc Hồng cười khổ lắc đầu, một lần nữa bố trí cấm chế, liền lấy ra Kim Dương Nghịch Vũ đại trận. Mà bên kia, ba tòa lôi trận màu xanh cùng xuất hiện trên không một mảnh hồ lớn, lập tức ba con Thái Ất lôi thú liền hiện thân. Khí tức của bọn hắn lập tức dẫn động thiên địa pháp tắc xung quanh, khiến cho lôi vân hội tụ trong không trung, từng đạo sét triệt để đánh vỡ bình tĩnh nơi đây. Cuối cùng khí tức trấn nguyên biến mất ở đây, chúng ta điều tra xung quanh một chút,
xem có manh mối gì không. Chỉ nghe một con thái ất lôi thú trong đó đề nghị một tiếng, ba con thái ất lôi thú này liền biến thành ba đạo độn quang thanh lôi, lập tức bắt đầu tìm tòi xung quanh. Sau một nén nhang, ba đạo độn quang này liền một lần nữa sẽ cùng ở trên không hồ lớn. Như thế nào? Một con thái ất lôi thú đặt câu hỏi, hai con còn lại đều lắc đầu. Chỉ có chấn động không gian dị thường vỡ nát lưu lại, căn bản không thể truy tung, chúng ta có lẽ nên mở rộng phạm vi tìm kiếm. Không được, chúng ta đã dừng lại ở chỗ này quá lâu, trước mắt nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta nên lập tức rút lui. Vậy Trấn Nguyên làm sao bây giờ? Chúng ta không giúp được hắn. Đi, đi gặp mặt người kia một lần. Vừa mới nói xong, ba tòa lôi trận màu xanh lại lần nữa xuất hiện. Các bạn vừa nghe xong tập 196 của bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.